mà lạ lùng. Treo đầu dê bán thịt chó thì sợ, còn biệt thự bên trong mấy lá không. Nó làm gì nhổ phì phèo vậy? Rầu mày ơi. Trời, nhà này có rầu cao gì đâu mà má phun. Con chào má. Má bên đây nè con. Con chào má. Cô đứng ra đây cho tôi. Má dạy gì hả má? Cô làm dâu cái kiểu gì mà tôi chờ cô ở đây từ hồi 4 giờ sáng tới bây giờ là đúng 12 giờ khuya rồi cô mới tới. Dạ con xin lỗi má. Má ơi, tội nghiệp con lắm. Con cũng không nhớ lắm, nhưng mà tại vì ba con dẫn con đi một con đường, đi qua 3 cái cầu khỉ, 6 cái cầu tre, lội qua 3-4 con mương, nhảy qua 3-4 con sông, bơi mãi mấy cái hồ. Thôi đủ rồi. Má tôi nãy giờ á đợi dài cổ rồi, chỉ là con dâu mà phải không? Xí. Tới trễ rồi. Xí gì má. Nữa đây? Con xin lỗi má. Ba con dạy con làm gì thì cũng phải biết trên biết dưới. Con này là con nào vậy má? Chị chồng đó. À, chị chồng. Chị chồng có nghĩa là chị. Chị của chồng. Má ơi, chị chồng mà chị dâu hay là chị chồng vậy má? Chị chồng là chị của chồng cô. Tức là lớn hơn cô. Mà dạ, cô hỗn như vậy thì bây giờ cô xin lỗi đi. Dạ để con xin lỗi. Chị ơi, chị thông cảm cho em. Em đẹp như vậy á, nhưng mà hồi 3 tuổi là em có bị té giếng. Hồi 6 tuổi em có bị té mương. 12 tuổi em bị chó dại cắn. Nên là em bị liệu mà em ưa bị điên lắm. Chị ạ, mỗi lần mà em làm cái chuyện gì mà không nên không phải, chị nói để em xin lỗi, chứ mà em nên cứ điên mà em chỉ cần vậy. Em có điên ở đâu thì đừng điên nhà chị em nha. À vậy chị cũng nói dâu cho ở đây rót cho ly trà coi. Thôi cái chuyện đó chị tính sao với em, bây giờ em đi xin lỗi mẹ đi em. Tướng chị mà đi thi người mẫu là đậu chắc luôn á. Tướng gì nhỏ xíu ốm nhách như con móng vậy đó. Khỏi cần em quan tâm. Rót nước xin lỗi đi. Rồi xong. Rồi. Em vô nhà chị á là em phải theo lễ nghĩa của chị. Chắc là em không có biết rót nước mời người lớn đâu đúng không? Chị đây. Tại vì lúc nãy chị không có nói với em là đi vô nhà là phải theo lễ nghĩa. Em không có biết là cái lễ nghĩa nhà mình trước khi rót nước là không có được quạt như vậy. Nhưng mà tại vì em thấy ở trong phim á là người ta ưa quạt như vậy nè, thì nó mới có một cái sự trân trọng. Thôi bây giờ cô đi ra đây đi. Cô đi ra đây, cô tôi nói chuyện cho cô nghe. Dạ. Đi ra đây. Bây giờ thấy má dễ thương nè. Má, con quên chưa khen má. Hôm nay á, hình như là má với chị có mặc lộn đầm không? Má mặc cái đầm màu cánh sen, còn chị chồng thì mặc cái áo già khăn giúp áo bé. Tôi sợ tôi đuối đó, cho nên tôi phải chọn cái màu này nè. Còn tôi sợ tôi không có đủ sức chống cự nên tôi phải mặc cái đồ già dặn như vậy nè. Nãy giờ tôi muốn nói, tôi muốn dạy cô mà sao khó khăn quá hà. Dạ má. Nói má hoài hà. Dạ má. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Dạ thôi má. Mày trút hết nguyên cái bình vô họng tôi chắc luôn đó. Dạ má. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Dạ má. Bây giờ cô vô nhà tôi, cô làm dâu. Dạ má. Má thấy chưa? Con nói má cưới dâu về làm cái gì? Bây giờ nói cái gì người ta cũng không nghe. Người ta vô đây người ta nhảy lên đầu, lên họng mình. Không nói gì hết. Chị dâu lại giờ em không có nhảy toàn chị nhảy. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Dạ má. Cô đi về nhà chồng, cô nấu cho gia đình chồng một mâm cơm, thì cô sẽ nấu gồm những món gì? Dạ thưa má, lúc nãy má có sai, con rót nước mà con chưa có được rót nước. Con phải làm xong nhiệm vụ 1, con mới được làm qua nhiệm vụ 2. Rồi, ba Hoài Linh của con dạy như vậy. Thôi con rót xong rồi mà má đứng xa quá à. Con không có đưa tới. Mà má đừng có nhìn con hình Viên Đạt như vậy, con không có dám. Đâu có, rồi. Nhìn cái nhà bên kia kìa, ai dám nhìn cô. Với lại sẵn tôi đây xin phép nói với chị luôn là Luật nhà tôi á, rót nước á, là phải quỳ dân hát đàng hoàng chứ không phải đứng đưa. Hay làm như cô coi thường tôi á. Rồi quá. Làm như cô coi thường tôi đúng không? Rồi đó má, mà không có rót được chị dâu gì đó. Cái ly nước em dâu gì tới đều lui, tôi khô cổ rồi. Quỳ xuống đưa đàng hoàng. Ủa phải quỳ xuống đưa nữa hả? Má, con quỳ dâng nước cho má nè má ơi. Quỳ. Sao má nhắc hoài vậy? Má, con quỳ thiệt nghe má. Nguồn như ly trà đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly trà cạn, má đây không chịu rơi. Ê, nói nghe nè. Bộ cô tính tế dòng ai hả? Cô rải đây cô tế dòng ai vậy? Đúng rồi đó chị nè. Mà nãy giờ thấy hát hoài, bộ thích hát lắm phải không? Tại vì lúc nãy là con hát bài buồn như ly trà đầy. Còn nếu như mà con tế vong á, thì con nói thiệt với má là con sẽ hát cái kiểu khác. Rồi, hát bài tế vong nè. Má có lên tiên thì về đây uống miếng trà má ơi. Tại sao má mặc áo hồng đẹp quá mà má chết oan uổng má ơi. Má thấy không? Vô nhà vô vậy là chu chéo má chết rồi. Má ơi, má chết làm chi oan uổng má. Còn áo hồng chấp nhận đưa em dâu này đâu. Má nói con nghe, má nói. Chồng về. Ôi ba ơi, chưa bao giờ em yêu anh như lúc này. Ba cứu hai mẹ con. Có chuyện gì ở nhà này mà chồng ơi, nhà mình mới có dâu tùm vậy? Mới có dâu mình, em dâu đó ba. À, mới có dâu. Con dâu đây hả? Đúng rồi. Ba có uống nước không? Ba có cần con quỳ rót nước cho ba uống không? Rót nước được rồi, không cần quỳ. Sao mà trong ngôi nhà này lại có một người đàn ông đức độ và hiền hậu như vậy? Chồng má đó con. Xá gì đâu. Nè bà, chồng nó mới về, có dạy gì cũng phải dạy từ từ, nghe chưa? Dạ. Đừng có làm quá. Dạ. Người ta sẽ đánh giá cái gia đình của mình, hiểu chưa? Dạ. À, con à. Dạ. Ngày đầu tiên con về làm dâu ở nhà của ba má chồng đó, thì dạ, ba muốn hỏi con một số chuyện thôi. Dạ. Thấy con ăn mặc thì cũng hơi diêm dúa đó. Cái đầm này ba con mua cho con làm quà cưới, cũng của một cái nhà thiết kế cũng vừa thôi. Ngày đầu ba con mua 7-8 nghìn đô gì đó. Nghe lại lúc nãy má có nói tại sao mà tới nhà muộn, bởi vì ba có mua cái đồng hồ Rolex 38.000 đô làm của hồi môn, nhưng ba Hoài Linh chưa có dạy con cách xài nên bây giờ nó cứ 12 giờ hoài. Bây giờ cái chuyện mà con có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ mắc tiền thì ba cũng không cần biết. Dạ, ba chỉ cần là con cũng đâu có tính cho ai nhà này đâu. Dạ. Ba chỉ cần là một đứa con dâu khi về nhà này thì phải biết chăm sóc cho chồng mình. Dạ, chồng con đâu hả ba? Nãy giờ con chưa thấy mặt chồng. Chắc có lẽ là chồng con bận chưa có ra gặp con được. Bây giờ cho ba hỏi, ví dụ như là con là một nàng dâu. Dạ. Con có chồng? Dạ. Con có biết nấu ăn hay không? Dạ thưa ba, tất cả những món ăn ngon nhất ở cái vùng này con đều biết nấu hết. Thậm chí là những cái món ngon của những cái vùng khác con cũng có thể nấu luôn. Được. Ví dụ như là chồng con đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên nó bị bệnh. Dạ bệnh gì vậy ba? Có phải bệnh dại không? Không. Đừng, bệnh dại thì con chữa được. Tại vì ở trong xóm nhà con có mấy con chó cứ bị dại con lại cắn cái là nó tỉnh được. Không. Dạ con chào ông chủ. Dạ con chào cô chủ. Dạ con chào cô Hương. Rồi vô giải quyết đi. Dạ. Biểu ba. Nhà mình vui quá ha. Con thấy ai cũng không được bình thường hết á. Đâu có, bình thường chứ con, nó có gì. Chuyện gì mà mày. Ông chủ với lại cô đi ra chỗ khác ghi một góc trời được không? Cho con với lại cô ghi góc trời được không? Được. Khoan. Có chuyện rồi. Khoan. Dạ. Thứ nhất, em vào trong nhà này tại vì chị về đây làm dâu mà. Dạ. Nên là chị cũng là một thành phần trong chủ nhà này. Dạ, em biết. Em cần phải giới thiệu là em tên gì, chức danh là ai. Tự nhiên em vào đây em đuổi hết ông bà chủ đi, giống như là ông bà chủ ở đây làm ô xin cho em vậy. Dạ trời ơi chuyện. Hay là ông bà chủ ở đây làm ô xin cho em. Cô ơi chị? Cô không, cô chỉ vậy này. Nè. Trước khi tiếp xúc với người này qua đây dặn dò vài thứ. nguy hiểm. Má ơi, nhưng má giới thiệu đi chứ nó sợ sàng với con quá. Trời ơi, mày ở nhà này đó, mày ở hết đi con. Coi chừng đó. Có ai biết sao không? Quỳ gối xuống. Có chuyện rồi trời, có ai quan tâm chứ. Quỳ gối xuống nói chuyện. Trời ơi, khổ cô hai quá. Tôi là cô hai, trưởng dâu nhà này. Con biết cô hai nè, bị chó cắn nè, bị té giếng nè, bị tùm lum tà la hết. Nhưng mà bây giờ tà la là cái gì mày kể lại từ đầu cho tao nghe đi, tao quên rồi, tao không có nhớ. Nhưng mà cái này nhớ nè, cái người tình của cô hai đó, bây giờ ổng bị bệnh nan y, bây giờ ổng lây cho cô hai rồi. Cái gì? Hắn rồi. Đạt, mày đi qua đây. Mày mới nói cái gì vậy? Mày qua đây. Chết rồi, bên kia nghe rồi hả? Mày nói gì mà không nghe quá mà biểu sao tao không nghe? Không phải, tại vì con nói là tại cô hai vô nhà này, mẫu bí mật của cô hai cưng chiều con, bao nhiêu thư tình thư tiết gì là gửi cho con hết. Nhưng mà bây giờ chuyện này cấp bách quá, không phải chề báo cô hai gấp là bây giờ á, cái người bồ bịch của cô hai đi ngoại tình đó, bây giờ là ổng bị bệnh nan y rồi, bây giờ lây cho cô hai rồi, nguy hiểm lắm chủ. Cô dâu, chuyện này có thật hay không? Dạ, bây giờ sao cha, trời? Chuyện gì vậy cha? Còn lén lúc mời cha ngồi. Ngoại tình với ai? À? Ừ. Con mới vừa bước chân vào làm dâu cái ngôi nhà này chỉ được có nửa tiếng. Như vậy sao gọi là ngoại tình thưa cha? Con mới chỉ về làm dâu là nửa tiếng thì sao mà gọi là ngoại tình? Con không biết. Má ơi, bây giờ tôi hỏi cô, tại sao cô đang có bồ mà cô còn đồng ý lấy con trai của tôi? Tại sao? Hết cuốn rồi. Chuyện này là sao? Trời ơi, anh xui, tụi ra có chuyện muốn kiếp nói chuyện với anh đây. Anh khỏi cần nói. Ba tới. Con tôi ở nhà ba tới là ngồi. Nó hư tôi dạy. Mày im. Tại sao vậy? Lại giờ con có nói. Hồi nãy tới bây giờ ba giả bộ ba đi qua nhà gì, nhưng tao đứng ở trong tao đã nghe hết rồi. Mày là con gái. Dạ con không. Mày phải... về nhà chồng chưa nói về chuyện mày tư tình, nói về chuyện mày hỗn xược với gia đình bên chồng. Đừng cãi. Không có cái thứ con gái nào ngồi nói chuyện với cha mẹ chồng mà ngồi như vậy hết. Dạ tại vì má chồng tao không ngồi. Khi nào tao cho mày nói mày mới nói. Lỗi này là lỗi do ba. Do bà quá nuông chiều mày, để tới ngày hôm nay mày xảy ra cớ sự này thì mặt mũi của ba mày để đâu? Tôi xin lỗi anh chị xui. Con dạy cái mang, mũi dạy lái chịu đòn. Tôi xin nó về để dạy lại, coi như lời hứa của hai gia đình chúng ta hủy bỏ. Tôi xin lỗi. Đứng lên. Có cái gì từ từ anh xui à? Không sao đâu chị. Không dạy sau này nó làm mất mặt dòng họ cũng vậy thôi. Đi về. Dạ thưa ba, ba cho con tạm biệt. Khỏi cần tạm biệt, bao nhiêu đó tao cũng đủ nhục lắm rồi. Đi. Đi. Mày đi không? Anh xui à. Đi. Anh xui à. Anh xui. Bình tĩnh anh xui à. Cho tôi hỏi một câu. Môn là tất cả. Đây. Trời, mày đi về. Lúc cô giận, môn là bố thôi. Môn là tất cả, bố ơi, bố ơi. Nhưng lúc cô giận, môn là bố thôi. Thôi đi, anh đừng có giận. Tôi nói anh chị nghe, đáng lý ra tôi không có để nó làm dâu anh chị đâu. Bị cái đầu nó đó. Đó, tôi muốn hỏi anh chuyện đó đó. Có phải nó bị té giếng không vậy? Tôi không biết nó có té hay không mà giếng tôi hồi xưa đào có 3 mét, giờ thành 6,5 mét rồi đó. Trời ơi. Xin cảm ơn tất cả các thành viên trong gia đình Hội Quán Tiếu Lâm, cũng như là cô con dâu quá quát Phi Thanh Vân và ông bố Hoài Linh đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện tuy là vui nhưng mà thật ra nó có lồng ghép những thông điệp mà nếu như chúng ta lắng lòng là một chút xíu, chúng ta sẽ hiểu những điều mà những người nghệ sĩ chúng tôi đang muốn chia sẻ. Bất cứ một gia đình nào thì cũng đều mong muốn có những cô con dâu ngoan, hiền, hiếu thảo với cha mẹ, cũng như là hiếu thảo với gia đình chồng. Thế nhưng mà đôi khi cũng có những cái cô con dâu nó hơi quá quát một chút xíu, như cái vai diễn mà Phi Thanh Vân vừa mới thể hiện ở đây. Thì nếu như gặp những tình huống đó ngoài đời thì có lẽ chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái cách nào đó để mà uốn nắn những cái cô con dâu như thế lại. Và chẳng hạn như là cái cách mà nghệ sĩ Hoài Linh vừa mới thể hiện, đó là một cái cách cứng rắn, mạnh mẽ và cương quyết thì mới có thể là trừng trị được những cô con dâu mà quá đà, quá lố, quá trớn như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn Phi Thanh Vân đã thể hiện cái vai diễn cô con dâu hư, cô con dâu quá quắt rất thành công. Một tràng pháo thật to dành cho Phi Thanh Vân và anh Hoài Linh. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta cần phải trang hoàng lại quán của chúng ta một chút xíu. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ phải đón tiếp cả 3 vị thực khách quay trở lại quán thêm một lần nữa. Mà lần này thì chắc chắn rằng họ sẽ không có đơn giản, họ không có hiền lành như vừa rồi nữa. Họ sẽ đưa ra thử thách cho gia đình của chúng ta. Nào, chúng ta hãy cùng đến với phần thử thách ngược. Bắt đầu, chuẩn bị đi. Chút xíu nữa khi mà đi vô trong đó, đại ca sẽ để cho các em ăn hiếp ngược lại được chưa? Chắc ăn không đại ca? Chắc ăn không? Trời ơi! Đại ca bao sao đúng không? Không được thì đại ca bao xong cho. Wow. Ngon lắm, ngon lắm. Một, yeah, nổ lên nha chưa? Trời ơi, trời giang hồ gì đâu mà sợ là sao? Đi, vô. Giang hồ vui. Sao mà tự nhiên các thực khách quay trở lại mà ngầu quá vậy nè? Ủa sao có 3 người còn một người nữa đâu? Một chút nữa mới tới à? Một chút là một bao nhiêu lâu? Chút xíu nữa là tới. Một xíu là bao nhiêu xa? Kệ đi, khoảng xa nữa mới tới hả? Nhưng mà bây giờ 3 người vô hội quán Tiếu Lâm vô trước vậy đó hả? Ừ. Rồi vậy thì nói trước nha, vô trong đây á mình đang có cơ hội để mình lật ngược thế cờ. Đúng. Hồi nãy mình bị hành hạ như thế nào, bây giờ mình có thể mình hành hạ ngược lại như vậy. Ủa nó nghe nè, có nghĩ ra được cái chiêu nào độc đáo chưa mà sẽ cười nham hiểm vậy? Hãy đợi đấy. Chưa nghĩ ra mà cười vậy rồi đó hả? Cười đỡ rung thôi. À thì ra là cười đỡ rung. Rồi bây giờ sẵn sàng tiến vào hội quán Tiếu Lâm. Chuẩn bị chờ chết đi. Đến nay muốn ăn về. Không được từ. Ca nói á là chúng ta đi tới đâu chúng ta phải hát lên cái nhạc hiệu của nhóm chúng ta. Cái nhạc đó nó dữ lắm. 1, 2, 3. Ba thương con là con dâu mẹ, mẹ thương con là con dâu mẹ, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ gặm nhau ta cười. Đại ca ơi, bây giờ mình vô mình chập tắt cái đám này đi. Bây giờ để nó tung bài ra. Hôm nay chưa tới rằm mà kỳ vậy đi anh. Đại ca nói là đi thỏa thuận các con chứ mà đi vô chùa thắp nhang. Đi lộn chùa rồi. Lộn chùa phải lộn chùa mà gia đình nó đang sám hối. Bây giờ mình nhào vô mình chập tắt cái tụng đây. Vô anh em. Khoan. Ba ơi. Thưa với Bồ Tát là từ hồi gia đình con đón cái con dâu nó về là gia đình con như vậy luôn. Tội nghiệp con quá. Không có tụng nữa. Mày không yên là hai cái đôi guốc tao tát vô họng không còn cái răng ăn cháo này con. Dẹp trời ơi Bồ Tát. Bồ Tát hiện thân rồi các con à. Nhưng mà thôi ta sẽ không xuất hiện và nói quá nhiều. Ta cần phải đi thỉnh cái kinh đây. Dạ đi đi. Ở đây là có 3 người đệ tử của ta sẽ sám hối cùng các con. Ta đi đây Hồ Biên. Em Thẻ rồi, thẻ rồi. Cái gì? Dạ. Chuyện gì? Cái gì vậy? Hồi nãy 2 người này nè, tôi nhớ rồi, 2 cái mặt này hành hạ tôi. Bây giờ bước ra đây, 2 đứa kia vô trong. Vô trong rồi. Mất trí nhớ rồi, không nhớ gì hết. Khi mà nhạc nổi lên là cha già này phải nhảy. Tại sao cứ là ta nhảy hoài vậy? Nãy giờ đâu có nhảy. Hồi nãy ta nhảy, nhà ngươi không nhảy. Bây giờ nhạc nổi lên. Hay quá Vũ ơi. Không còn năng lượng nữa hả? Vẫn còn mà. Mạnh lên, mạnh lên. Cái gì vậy? Christmas. Bây giờ chị đại sư lại nhảy lên nè. Quá Vũ ơi. Thôi. Bây giờ tới ca nhạc. Ca đi. Ca nhạc. Muốn ca bài gì ca? Tuyết sinh. Chết nữa hả? Vô. Yeah. Vô. Tay chọt chọt rồi ông chú. Chủ dữ nhỏ nào tên Lý vậy? Trời ông sao là có chú hả? Biên cương lá rơi. Oh yeah, lá rơi, lá rơi. Em ơi, em ơi, oh yeah đường dây mà mình mùng là đến không là đến đây. Đến rồi, đi hoài, đi hoài. Vô hết, vô hết cái chuyện ở trong cái tình á. Thương một mình cô đơn chỉ có một mình. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on. Rồi xong. Quá đúng. Cỡ nào chơi cũng được. Lúc nãy á, con bị lọt vô cái mê cung á, bị cái thằng gái anh trai á, nó bắt con ngủ chơi chung hội với nó luôn á. Gái trai là đứa nào? Nó thằng nào? Nó lảng đi kìa đại ca, đứng lại mày. Ô trời ơi. Vô bước cao mày. Ôi tới giờ sám hối nữa rồi. Nó bắt con chơi cái kiểu mà. Dạ Bồ Tát cho rồi chịu đâu. Bây giờ diễn lại. Thái dám sao đâu, hồi nãy sao? Làm lại đi. Thì hồi nãy đi vậy thôi à. Bây giờ có cái gì khó thôi à, bạn kể chuyện đi. Cái tiết mục kể chuyện hồi nãy. Kể chuyện là bà này. Kể chuyện xong rồi chị Lan chị múa. Kể chuyện làm sao mà là chuyện hài mà người ta khóc hay chưa mày? Tôi kể chuyện của tôi luôn à. Tôi làm ở đợi trong cái hội quán Tiếu Lâm nè. Khóc mà bữa đó là ông chủ bà chủ tôi đã chuẩn bị tư thế, cô chủ đồ chuẩn bị tư thế đón nàng dâu tương lai về. Qua đây đang khóc đây. Mà đang vui mà khóc mà qua kể chuyện rồi. Chưa vậy cười ra nước mắt xuống đây đưa cái mặt tiền ra không có cơ hội nói đâu con. Đón nàng dâu tương lai về thì hỏi ơi trời ơi đất hỡi, bà chủ tôi bị nàng dâu hiện hình kéo bà chủ tôi từ trên án kéo xuống. Xin lỗi. Cô chủ tôi, em dâu hả? Quấy vòng vòng. Chủ tôi. Còn ông chủ tôi vừa nhìn thấy ông chủ phải bấu vào người. Trời ơi, còn tôi vô chưa kịp nói cái gì mớp mỏ nín thở chết luôn. Câu chuyện đây là hết rồi. Người ta khóc quá trời kìa. Câu chuyện tới đây là hết rồi đúng không? Trời ơi. Tự kể cái gia đình tự khóc luôn. Ơi thôi tha đi. Thấy gia đình bên đây tội nghiệp quá rồi. Em đội ơi. Không phải chỉ tới cái thử thách ngược này gia đình mới bị hành hạ đâu, mà bị thử thách từ cái vụ cái cô con dâu này vô nhà rồi. Anh ra thôi coi như mình nương tay một chút xíu nha. Hôm nay thì các vị thực khách đến với hội quán Tiếu Lâm thật sự để làm cho gia đình ông bà chủ quán điên đảo. thật sự là điên đảo như thế. Từ cái vị khách đầu tiên là ông siêu nhân robot tam thanh cho tới cái cặp tiên đồng ngọc nữ mà không biết ai trai ai gái này nè, Quỳnh Chi với lại Quốc Bảo, và cuối cùng là cô con dâu Phi Thanh Vân. Tất cả mọi người đã rất là sợ hãi cũng như là khâm phục trước cái tài ứng biến của tất cả mọi người. Và bây giờ đại nghĩa xin hỏi tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây, với quý vị khán giả, tiết mục nào là tiết mục mà cảm thấy nó lạ lùng nhất? Nói nghe. Vâng ơi vâng. Đến với Hội Quán Tiếu Lâm á, mỗi một buổi á, người ta tiếp có một khách thôi, tiếp một khách thôi. Mà em nghĩ xem kéo Nguyễn Phanh lắp tới đây ủng hộ em vậy. Em mới được thành lập tại đây luôn á. À, mới thành lập tức thì đúng không? Thật ra thì khán giả đối với các nghệ sĩ thì khán giả đều yêu mến như nhau cả thôi. Nhưng mà thật sự mà công nhận rằng hôm nay Phi Thanh Vân vô cùng ấn tượng. Nhưng gia đình chủ quán thì sẽ có 3 món quà dành tặng cho tất cả các nghệ sĩ cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, và như thế là ngày hôm nay một ngày có thể nói là không may mắn lắm cho gia đình của bà chủ quán, nhưng là một ngày may mắn cho tất cả mọi người chúng ta, bởi vì chúng ta đã có thật nhiều niềm vui với những vị thực khách. Trời ơi, kiểm tra coi nó có... Trời ơi, robot. Trời ơi, vợ nha, vợ ao ước có một cái con robot trong nhà để mà vợ chơi với nó đó. Sao đặt robot ít tóc quá vậy ta? Ủa quá, tôi đặt tôi nhớ là tóc nhiều lắm mà. Vậy hả? Trời ơi, chồng làm cho vợ bất ngờ, vợ tới bây giờ phải kiểm tra con robot này mới được. Ê, chồng ơi, nó nghe là sao nó nhúc nhích hoài vậy, anh không đứng im à? Đây đây, để mình lấy cái remote này. Bấm cho đứng yên để kiểm tra coi. Đứng yên. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, coi nè. Trời ơi, tóc thiệt quá ha. Trời ơi, cái dạ y như là người thiệt vậy nha. Trời ơi, hay quá. Ôi, thích quá, thích quá. Chồng, nó xài bằng gì vậy chồng? Hả? Xài bằng pin hả? Xài bằng pin. Xài bằng pin đúng không? Bằng pin. Để coi coi. Lỡ hết pin sao ta? Trời ơi, hay quá ta. Bà bấm cái gì vậy? Giờ không có bấm, không có hề bấm nha. Không có bấm nha. Chết cha, nó bị mát rồi chồng ơi. Lấy. Nó mát rồi. Bấm chồng ơi. Trời ơi. Mới vô là đập tôi đã muốn bể đầu luôn. Mai là con bộ hiệu không có là đi rồi. Vợ chồng này bị khùng. Ê chồng. Nó nói được chắc nó hát được đó chồng. Đúng rồi. Hay là em thích hát nghe nhạc gì? Nghe đủ thể loại hết đi, mình thử nó đi chồng. Bây giờ mình cho nó hát nhạc giật trước đi. Nhạc nghe gì? Hip hop hả? Hip hop. Oh yeah. Nhanh lên chồng, nhanh lên chồng. Chồng, đổi chế độ, cho nó hát cải lương đi chồng. Cải lương. Hát cải lương. Đã từ lâu rồi tao muốn trở về đấy để thăm thằng bạn cô, để coi mày có hạnh phúc với vợ của tao không, với con tao mày có thật dạ thật lòng thương yêu chúng, hay là tụi mày ghét bo. Thú thật như mày có nhiều để mà thèm vui ra thành cô. Cái gì vậy? Chồng ơi. Quyết tìm mày để đòi lại ngày hương xưa. Tao là dương liêu tao rồi. Tao là một thằng ngu. Còn mày trả lại thì mày là một thằng khờ dại. Cho nó ngưng đi chồng, nó qua đây rồi chồng ơi, cho nó ngưng đi chồng ơi. Tan. Trời ơi. Trời ơi. Robot này nhức đầu quá. Tôi đâu có bấm nút vừa hát vừa đánh đâu, vừa hát vừa đánh dữ vậy. Trời ơi nhức đầu quá. Nhưng mà muốn cái gì con nữa, này bây giờ là nữa. Phải đem vô diêm điện về cho set up lại rồi. Hả? Vậy là thấy không được rồi đó. Đây là phải sửa lại chút xíu rồi chứ. Dạ. Thì em thấy gì nữa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai đứa bay định đưa tao đi đâu? Hả? Định đưa tao đi đâu? Tắt ông nội mày chứ tắt. Gì vậy? Trời ơi, con robot này nó hổn quá à. Nó chửi hoài luôn á. Hết pin. Nó cùng nhả rồi chồng ơi. Thay pin đi chồng. Thiều phải tầm ba không à. Chồng ơi thay pin đi chồng. Đây. Thay pin nè, à, nằm xuống thay pin ở đây nè. Thay pin được rồi. Vậy. Chồng ơi nói nghe nè. Ê. À có cái nắp tôi đóng này chưa vậy? Dừng lại. À được rồi. Con này phải kiểm soát nó mới được. Chồng ơi nó nghe nè. Nghe ngoài... nói mấy con robot là nó phải có sức mạnh hơn luôn. Đúng rồi. Bình thường á là tôi đi đứng là nó khó khăn lắm. Hay là tôi kêu nó bồng tôi vô được không? Đúng rồi. Chế độ ẩm. Cái gì vậy? Nó không ẩm. Nó không ẩm là nó làm tôi sợ quá bà ơi. Ê chạy. Mua mày về đây để phục vụ tao nha, chứ không phải mua mày về đây để mày hành vợ chồng tao nha. Chứ thay loại pin gì mà sao nó yếu vậy? À, này, cúi xuống nè, cúi xuống thay pin nè. Đó, rồi, xong chưa? Rồi, xong. Rồi, đó. Hình như con này thích hát, thích nhảy chồng ơi. Nhảy nữa hả? Nhảy hoài vậy? Ẩm đi ơi. Ẩm chế độ. Ẩm. Chưa ẩm vừa nhảy nè. Chưa ẩm vừa nhảy nè. Đi đâu vậy? Ẩm đi đâu? Ê, ê, đâu vậy? Ê. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Hay quá mày. Thôi cho nó nghỉ chút đi. Thôi cho nghỉ, ngồi đây, nghỉ. Bây giờ mà có robot mà nó làm việc hoàn hảo quá. Ừ. Hay là mình cho cái thằng đi làm mình nghỉ đi. Đạt á hả? Ờ. Đúng rồi. Nó vô dụng quá. Đúng rồi. Ở trong quán mình không làm được cái gì. Con robot này nó đỡ đúng tiền hơn. Không bao giờ làm cho vợ vui. Dạ. Yeah. Kêu nó ra cho nó nghỉ việc đi. Rồi. Kêu đi. Đạt. Đạt. Dạ. Đi ra đây. Ai mới chọi rồi vậy? Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Trời. Cái gì vậy? Mày chọi vô đầu tao. Thượng đế phù hộ cho con trừng trị những kẻ ác. Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Nè. À, chuyện là cái gì? Ông bà thấy con ở đây cũng lâu rồi. Chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái này chắc nhớ nhà lắm phải không? Thôi kể từ ngày hôm nay đó con có thể nghỉ việc. Có chuyện gì vậy? Ủa, không có chuyện gì. Thôi bà tôi ngại quá. Bà nói cho nó nghe đi. Trời ơi, ông chủ bà chủ, con còn khỏe mà sao đuổi việc con? Trời ơi, trời ơi, phù hộ cho con. Cái tướng mày vậy mà mày nói mày khỏe hả? Mày khỏe mày đứng thẳng lên cho tao coi coi. Người khỏe người ta đứng vậy nè, không ai đứng vậy. Đó, cũng thẳng rồi. Chỉ bị trùng cái chân thôi. Bây giờ đứng thẳng cái chân lại nè. Đó. Cái tướng mày vậy sao mà mày làm được công việc nhà? Đúng ông rồi. Chủ bà chủ không phải thương con chứ. Thượng đế ơi phù hộ cho con đã phục dịch cho ông chủ bà chủ mấy chục năm nay, khiến bây giờ phải còng lưng như vậy. Nỡ lòng nào đuổi con như vậy, tội nghiệp con lắm. Ông chủ bà chủ ơi hãy dừng lại cho con. Thượng đế ơi phù hộ cho con. Dạ đúng mệt quá rồi. Thằng khùng. Gì xảy ra trong nhà mình vậy? Không có gì, không có ai đâu con. Nói cho con nghe thương con cho nên là mới cho con nghỉ sớm, chứ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Là ông bà chủ đã tìm được một cái con robot nó có thể làm được tất cả mọi việc. Ai? Rồi. Ai? Nè, đây. Thằng nào lên robot? Đó. Không, nó làm được tất cả mọi việc nên bây giờ không cần tới con nữa. Con đi về, con nghỉ ngơi dưỡng già đi nha. Rồi, vậy đi nha. Vậy đi. Ừ, rồi. Rồi mình vô và lo. Mình đi bàn tính công việc. Đúng rồi. Lo thu dọn quần áo đồ đạc đi nghe con nha. Mày có hơn gì mình ta? Tao tin Đạt, mày tin robot thôi, cuối cùng hai thằng cũng ở đợ thôi mà. Có hơn gì tao? Mày có gì mày nói mày tâm sự tao nghe coi. Tao khác mày. Sao khác sao? Mày thì bị chủ chửi, tao thì chủ nể tao. Mày có đồng cảm với tao không vậy robot? Không. Vậy là mày bất đồng quan điểm với tao rồi hả? Đứng lại. Tao buồn quá robot ơi. Đứng lại cái gì? Cái dù mốt đang cầm trên tay của tao nè. Tao cũng có thể không cần dùng món. À, tao vẫn đi được nếu tao thích. Mày là con quỷ với con vô bướm gì? Mày ở đâu gài vô để phá hại tao phải không? Tao được một người Việt Nam bào chế ra. Việt Nam mà bào chế vô boss hả? Thì bởi vì trời ơi, vô boss là, vô boss. Mày bị cái gì rồi, hàng gì? Mày đúng là vô boss luôn. Sao mà bào chế ra được vô boss? Bào chế khác. Sao nói bào chế ra mày? Thì bào chế ra tao. Người ta chế tạo mới ra vô boss, còn bào chế là thuốc uống má ơi. Chế tạo là nó làm theo người đó, còn bào chế làm theo người bào chế. Cái mạch điện trên đầu bị cái gì nữa rồi, hàng gì nó thiếu dây điện qua trời ngay chỗ này nè. Ngộ quá. Vô boss rồi là vô boss, mày cũng giống như tao thôi. Mà bây giờ mày lỡ làm tao vậy giờ không lẽ giờ tao không hại mày. Giật dây điện cái tay ra sụi nè. Tạo với tao. Giật cái dây điện này ra sụi luôn nè. Giật cái chân ra luôn nè mày. Giật cái chân nghèo luôn nè mày. Mày hả? Tao cho mày chết, tao đổ cho mày điện giật nhảy Xuân Lai mày luôn. Vô mát, giật, 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 giật cho mày chết. Bấm tùm lum Đà La cho mày nhảy tùm lum theo điệu nhạc không nè. Nhanh lên nè. Mày hả? Mày hả? Hay quá. Bấm nè. Bấm luôn nè. Bấm nè. Rồi, cho mày banh luôn. Thôi mày bị giày hư giày coi ông chủ bà chủ còn dám đuổi tao nữa không? Ông chủ bà chủ về, ông chủ bà chủ về. Cái món quà. Cái gì vậy má? Một cái con robot trời ơi dễ thương đáng yêu lắm, kêu nó làm cái gì nó cũng làm hết trơn cái đó, nó còn hoàng dây. Ông chủ bà chủ có chuyện con báo cho nghe nè. Cái gì thằng hồi nãy con robot này bị hư tự nhiên á, nó lại nó cầm ly nước nó uống, bây giờ nó mát nó tùm lum Tà La luôn rồi. Con robot dễ thương rồi sao phá hư rồi? Không biết, nó lên cầm ly nước nó lên nó uống, nó nhảy 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 xong rồi nó hư luôn rồi. Trời ơi, nó nhảy nó uống nước luôn hả? Mày chế vô người nó lắm nha. Mày có trời ơi thường đế ơi, làm đi cho sữa cho con sữa đó nè, cho con sữa đi. Xuống đây, xuống đây. Ráp cái tay xuống đây. Ráp cái tay nó xuống đây. Điện vô. Điện vô. Như vậy là con bỏ cái chân lên đây. Đây đi tôi sữa cho. Đây nè, cái này là dây điện hai cái chân nè, gắn vô. Đây là hai cái tay nè, gắn vô. Rồi cho Chiêu đứng dậy đi đi. Đó, ráp lại rồi đó, Chiêu nó đi đi. Chiêu nó đi đi. Rồi kêu nó đi đi, nó đi. Hết pin rồi. Nó hết pin nữa rồi. Trời ơi, nó hết pin, nó đổ mồ hôi quá trời luôn. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi, tự nhiên à. Con muốn chơi cái gì nó không? Con muốn chơi lắm. Trời ơi, con chưa kịp chơi rồi. Con gái của tao muốn chơi với Trần ơi. Thôi vậy chơi với nó đi. Rồi để tôi sửa lại bình thường rồi chơi. Sửa nó lại bình thường đi. Rồi, rồi. Khỏe không? Đứng dậy đi. Robot nói chuyện được không Robot? Sao không biết? Đó, nó bình thường rồi. Ờ, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Chơi gì, chơi với nó nữa đi. Cho nó thở một chút đi con. Bây giờ con robot này phải biết ru em bé. Nhà em không có em bé. Bây giờ ru em bé đi. Ai làm em bé? Dạ em. Được à. Ngủ, ngủ đi con. Con ngủ, ngủ cho ngon. Nếu mà con không ngủ, bà ngủ trước nghe con. Trời ơi. Con robot này nó già rồi, nó yếu lắm rồi. Trời ơi trời. Chơi chút xíu là nó xỉu. Chơi chút xíu ngu quá vậy trời. Thôi con muốn con robot này nó nhảy chân sáo với con. Trời ơi nhảy kìa. Trời ơi con nữa luôn hả? Bước vô đây rồi là biết số phận ra sao rồi. Đúng rồi. Ông chủ chế tôi ra chi rồi bỏ tôi bơ vơ gì. Sao ông chủ không cứu tôi? Không cứu tôi. Trời ơi nó kêu cứu rồi. Trời ơi. Trời ơi đã gì hết à. Vậy? Đầu tóc bù xù thấy ghê quá. Vì tôi phải suy nghĩ để chế tạo ra nó cho nên tôi mất ăn mất ngủ, đầu tóc nó bù xù. À, ông là người bào chế. Cảm ơn bà đã khen đầu tóc của tôi. Đầu bà chắc không bù. Đầu bà còn ghê hơn tôi đó. bồ câu nó thấy cái đầu bà nó lên nó làm mổ luôn á. Chào ông đã đặt hàng cho tôi làm con robot này. Ồ, ông là người đàn ông. À, tôi là bác học. À, bác học, trời ơi. Rồi. Dạ, bây giờ là mới là bác học tương lai thôi. 7 năm nữa mới làm bác học. Ủa, thôi vậy sao? À, giờ là... Ông là tiến sĩ hả? Bây giờ ông đang là tiến sĩ bảo... Không, không. Giờ nói chung là bây giờ là mới chú học thôi. Ủa, sao vậy? Tại tôi có... có đứa cháu. À. Con của ông anh của tôi. À. Tôi đi học và tới giờ này tôi đang học nè. À. Là nó kêu tôi là chú học. Ồ. 7 năm nữa con thằng em tôi nó lớn lên, tôi vẫn còn học, nó đi ngang nó sẽ kêu tôi là bác học. Trời ơi, hoang mang quá. À, cái cậu này hơi kỳ kỳ rồi đó. À. Không sao. Tôi nói nghe nè, khi ông bà đặt tôi làm, tức là ông bà sẽ đuổi việc cái cậu người làm ở trong nhà này. Đúng đi rồi. Giết cho tôi cái mèo như vậy mà. Ông bà hành hạ cậu ấy rất là nhiều, cho nên cậu ấy mới thân thể mới hao mòn như vậy. Thì bây giờ nói là một con robot chế tạo ra nhằm để phục vụ con người, nhưng phục vụ cũng có mức độ thôi. Nếu ông bà cứ lạm dụng như vậy á, cái gì cũng cần robot, thì con người sẽ trở nên lười biếng. Mà khi con người trở nên lười biếng thì không biết cái thế giới này nó sẽ như thế nào. Bây giờ ông đứng lên. Đúng rồi. Robot nói câu công đạo coi người bào chế của ông nói đúng không vậy? Nói đi. Chính xác 100%. Vì công việc làm của một người khác nên tôi đưa con robot này về. Tôi không vì ham tiền mà để cho người khác phải mất miếng cơm. Cảm ơn ông bà đã đặt hàng. Mai mốt tôi sẽ làm con khác, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phụ ông bà về công việc làm. Nó nhằm để phục vụ nghiên cứu những gì đó có ích cho xã hội. Đi, về. Cảm ơn chú học nhiều lắm. Trời, khó khăn quá. Kiếm được một con robot tưởng là giúp đỡ được mình. Ai về là con robot đó nó làm mình rối ren thêm, đúng không nào? Nào, xin mời robot Tam Thanh và anh Hoài Linh. Nói chứ tội lắm, thấy thương ghê lắm. Dầu gì thì con robot này nó cũng có tuổi rồi, thấy không? Robot mà người ta cũng tạc được cái nếp nhăn của nó hay ghê không? Mà thấy bị hành hạ, bị nhảy, bị múa, bị giật dội đủ thứ hết trơn á. Anh có mệt lắm không anh Tam Thanh? Thở muôn lên tiếng. Đến với Hội Quán Tiếu Lâm tưởng là được ăn, nhưng mà cuối cùng anh có được ăn món gì không? Uống nước. Uống nước trừ cơm vậy đó hả? Uống không có uống ngay miệng, uống từ trên đầu uống xuống. Ác quá, canh chàng bồi bàn kìa, ác quá. Khi mà đến với Hội Quán Tiếu Lâm thì có thể là mình bị hành hạ một chút xíu, mình phải gặp trở ngại thách thức một chút xíu, nhưng mà cái chính là mình mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. 100 vó tay thật to dành cho robot Tam Thanh và anh Hoài Linh. Rồi bây giờ bác học hay chú học gì đó, dắt robot về nhà chỉnh sửa lại đi nghe. Như vậy là chúng ta đã chào đón vị thực khách đầu tiên của ngày hôm nay. Mới có thực khách đầu tiên thôi mà gia đình đã vất vả như vậy rồi, không biết rằng cái vị khách tiếp theo sẽ phải như thế nào đây. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hãy chuẩn bị lại quán ăn của mình để chào đón vị thực khách buổi trưa. Không chỉ là có cái lợi thế là hai người mà tụi mình còn có lợi thế là trẻ đẹp nữa. Có thấy là cái này trẻ đẹp nó không liên quan được cái gì luôn á. Không biết đâu là có thể lấy lòng được giống như là Chi này có thể lấy lòng được anh Chí Tài. Bảo thì cố gắng lấy lòng được chị Ngọc Lan chẳng hạn. Nhưng mà hai người mà thắng 4 người thì hơi khó, bất khả thi. Công tử, xin chào tiểu thơ. Chào anh. Trời ơi, trai tài gái sắc đi đâu đây? Dạ không biết nữa. Hả? Để em tí. Bạn rượu đi ăn cái vô đây đi ăn thử à? Dạ. Thường á là hội quán này mỗi một buổi là chỉ tiếp đón có một thực khách duy nhất mà thôi. Đó, nhưng mà buổi trưa nay chắc là trời nóng nực quá hay sao, thành ra cái hội quán này á là muốn thay đổi một chút xíu, mời cả hai vị thực khách đến đây, hy vọng là mang một cái không khí nó tươi mới, nó trong lành, nó mát mẻ, nó sảng khoái cho cái hội quán này. Là quán này trước giờ ế lắm anh, giờ là vô có khách vô à? Không hề ế nha, không hề ế nha, bởi vì khách chẳng qua là không dám vô thôi chứ không phải là quán nấu ăn dở mà người ta không vô, bởi vì vô đây bị thử thách. thành ra khách sợ quá không có dám vô. Về là hối hận á. Đâu về đi ăn mà khó quá vậy. Không sao, đâu có sao đâu đúng không. Đây, giới thiệu với các bạn thành viên của Hội Quán Tiếu Lâm. Đó, những gương mặt rất là ấn tượng mà cũng cực kỳ cá tính. Đó, chuẩn bị tâm lý trước, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ sẽ xảy ra. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ, Hội Quán Tiếu Lâm mở cửa chào đón hai vị khách buổi trưa nào. Ê. Hai cái tên kia thấy hoàng thượng còn không chịu mau tạ lễ. Dạ tạ lễ. Dạ hoàng thượng giận, hoàng thượng chém đâu. Bây giờ tạ lễ cho đàng hoàng. Trời ơi là trời. Quỳ xuống hả? Quỳ hả? Chứ còn cái gì nữa. Tướng về đây, tướng cái mặt về đây. Tướng đâu ạ? Tướng cái mặt ra ngoài kia cho đã thấy cái mặt, thấy cái lưng sao thấy. Đây. Chào hoàng thượng đi. Thò hèn, ta không nghi lễ gì hết. Nè. Dạ. Tên đó có phải là người của phủ nội thị hay không? Dạ đúng rồi. Hai tên này là hai tên mới vừa được tuyển vào cung của mình đó hoàng thượng. Không biết nó ở cái miệt nào mà nó chào kỳ cục quá à. Người đứng dậy cho ta coi em. Nghe hoàng thượng kêu không? Đứng qua bên này. Căng quá, đi về đi. Tên kia, ngươi đi qua đây cho ta coi. Ai tên kia? Một mình ngươi thôi. Cái tên là mày đó, còn kia là cái con bà, con mụ. Em cũng biết nữa. Người nói hắn là người phủ nội thị. Dạ đúng rồi hoàng thượng. Tại sao ta thấy cái tướng đi của hắn không có chiều cái giống hả? Tên này có đã bị triệt sản chưa? Ôi, hoàng thượng đấng anh minh sao dùng từ thô thiển quá vậy? Thô thiển gì? Diệt sản là để cho heo, cho bò đồ ta kêu là thiến. Còn cái này là người kêu là tịnh thân. Tịnh thân? Dạ rồi, chứ khi vô đây tịnh thân rồi. Để cho thần hợp chút xíu. Bà nội vô đây bà nội bị tịnh thân rồi. Bà nội không nhớ khúc đó hả? Bây giờ vô đây làm đàn ông quá, coi chừng bị cắt đầu. Làm ơn đi lại đàng hoàng đi, hoàng thượng mới nghi là chết đó bà nội. Trời xong nói bà nội, đó hoàng thượng. Bây giờ gồng, mệt quá thôi. Gồng đi về, mới đúng đây. Dạ đúng rồi, nên áo trắng này nè là thông minh, võ công cao cường. Võ công cao cường à? Xuất chúng. Trời ơi, coi như là múa dẻo là tuyệt chiêu. Được, nếu vậy thì hai người kia nghe ta nói. Lâu nay thì ta trong cung ta coi các tướng sĩ múa kiếm cũng đã nhiều, và các cung nữ múa hàng ngày ta coi cũng đã chán. Bây giờ hôm nay hai người có thể biểu diễn cho ta xem, nhưng ta muốn ngươi là phải múa lụa, còn người kia, cô gái kia là múa kiếm cho ta xem. Múa lụa là sở trường. Trời ơi trời, đây để cho đồ cụ múa nè. Cười nè, tự chọn cái gì múa đi. Nhưng cái này đâu phải là kiếm đâu. Lộ kỳ quá. Cái đó là cái này kiếm là dao đó. Rồi, giờ múa hả hoàng thượng? Múa rồi giống nó nha. Rồi nhạc lên. Cái gì vậy? Múa cung đình đi mấy bà nội ơi. Trời ơi, ngưng. Trời ơi, nó cưỡi ngựa nữa kìa. Dạ, hoàng thượng thấy sao nãy giờ? Hoàng thượng đã vui chưa ạ? Cũng tạm thôi. Nhưng mà tao nói cho ngươi nghe. Hồi nãy ngươi nói tên này là võ công rất cao cường. Dạ, múa lụa cũng đẹp quá trời luôn rồi. Học hồi nào? Ta muốn thử tài võ công của hắn. Hả? Thử tài võ công nữa hả? Làm sao? Bây giờ ta sẽ phóng cái đao này. Thôi. Và hắn sẽ chụp lại cho ta xem, được không? Dạ cũng được, nhưng mà để cái gì trên đầu nó cho hoàng thượng dễ thông. Ôi, có mục tiêu. Để cái trái đó thì nhỏ quá. Dạ, hoàng thượng muốn trái gì? Để cái trái này lớn hơn nè. Trái nho. Đừng có trái nho luôn hả? Rồi. Bé à, các con không với bạn Thượng. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây coi. Rồi, chúc bạn may mắn lần sau nha. Quan Thượng cao lên. Cao lên bị thấp rồi thì bình thường quá. Dạ sao Hoàng Thượng? Có khăn không? Có khăn luôn hả? Dạ có luôn Hoàng Thượng. Trời nghỉ trời luôn. Bịt mắt không nhỏ. Bịt mắt ta lại. Trời ơi, chế ơi, cho em cái khăn luôn. Anh chế vậy? Em không dám nhìn cảnh này. Đừng lo, mà bịt mắt thì mũ ta rất là thính. Trời ơi. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Nho còn không vậy. Hướng này, hướng này à. Rồi qua hướng phóng đi. Qua qua bên phải, qua qua bên phải. Rồi mày ngậm vô, mày ngậm cái dao vô đi. Mày ngậm cái dao vô đi. Đâu rồi? Trời ơi, ngậm trúng cái dao rồi. Ghê chưa? Ngậm trúng cái dao rồi. Hay quá, võ công hay quá. Hay cũng còn khỉ. Trời ơi, chúng ta ngu hả? Dạ sao? Giật cái đao tao ra, kẹp cho miệng hắn. Không có, nó không nuốt cái dao luôn mà. Hai ông này bị gì vậy? Con Thượng bình tĩnh đi. Hay quá, võ công sức chúng quá mà. Bạn mình hay quá hả? Vậy là ta không chưa chắc võ công tình này cao cường hay không. Nè, trả nè. Trời ơi, đừng có chơi dao nhiều quá. Căng vậy. Coi như là ta chưa có thử tài hắn xong. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chê cho, nhưng ta không muốn thử ngươi, mà muốn thử người đi chung với ngươi. Bây giờ nếu mà cô có thể kể cho ta nghe một câu chuyện. À không, ta đố không? Thử rồi mưu trí đi ha. Dạ, võ thuật thì bây giờ chưa tin mấy, bây giờ phải mưu trí. Đã nói rồi. Mưu trí. À, nghe ta hỏi. Dạ. Nghe ta đố đây. Bây giờ nếu ngươi là một tên tội phạm sắp được đem ra tử hình. Sắp được? Ừ. Sắp bị chứ. Sắp bị chứ. Hoàng Thượng, có sai văn ở đây không Hoàng Thượng? Có lẽ bịt mắt là tao quên nha. Dạ đúng rồi. Sắp bị đưa ra tử hình. Dạ. Người đứng trước ba cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất, bên trong thì toàn là lửa. Cánh cửa thứ nhì, rất nhiều quân thủ chuẩn bị bắn người hàng trăm tên. Và cửa thứ ba, có ba cái sư tử đã nhịn đói 3 năm. Nó đang đói lắm, nó rất thèm thịt người. Ta hỏi người cho thần cửa thứ tư đó đi. Toàn là thái giám đang thèm ăn thịt. Không biết. Và lại bỏ đi, bỏ cửa thứ tư đi. Vậy theo ngươi, nếu ngươi muốn thoát chết thì ngươi sẽ chọn cánh cửa nào? Nói. Phải. Cửa thứ hai. To. Cửa gì? Cửa thứ hai. Cửa thứ hai. Tại sao? Tại sao? Sao chọn cửa thứ hai? Tại cửa thứ hai là những cái người mà tội phạm muốn bắn mình đúng không? Hoàng Thượng. Công thủ. Không, những cái người muốn bắn mình mà. Thì mình cũng là tội phạm sắp bị tử hình mà. Bạn bè hết, đâu gì đâu. Rồi, vậy cho nhà ngươi vô cửa thứ hai, còn tên kia vô cửa thứ mấy? Cửa tư. Trời ơi trời, bỏ cái cửa thứ tư rồi. Ông đập phá cái căn phòng đó của tôi vô. Bỏ cái đọc đó luôn rồi hả? Ừ, trọn lẹ lên. Bây giờ không được chọn cửa thứ tư thì vô cửa nào cũng được, chết là được rồi. Miễn là cửa thứ tư là còn sống, còn mấy cửa kia chết hết thôi, vô cái nào cũng được. Trời ơi, nhà ngươi làm ta thất vọng quá. Vậy mà ngươi nói hắn là mưu trí phi thường. Vậy chứ Hoàng Thượng đáp án là gì Hoàng Thượng? Hoàng Thượng chọn thử cửa nè. Thì ta sẽ chọn cửa thứ ba. Tại sao vậy? Cứ tưởng tượng đi, có con sư tử nào mà nó nhịn đói 3 năm nó còn sống không? Đúng rồi. Nó vô rồi nó sẽ chết rồi. Mình có cánh cửa đó mình thoát thôi. Hiểu chưa? Quỳ xuống trên lỡ Hoàng Thượng đi. Vậy mà không nghĩ ra. Ăn nội này nè, mê cửa thứ tư lắm, mê cửa thứ tư lắm. Hoàng Thượng thông minh quá. Hoàng Thượng. Nó làm cho thấy buồn quá à. Ồ, nàng buồn à. Đây có chuyện vui lắm. Ai vậy? Đây là hai người ta mới tuyển vào trong cung. Rất là vui và rất là tài giỏi. Nàng có thể đem cái nỗi buồn của nàng trút hết lên đầu tụi nó được rồi. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy, thấy da hấm. Trời ơi, bà nội này cái gì vậy? Cô đẹp quá à. Đẹp quá trời. Đây là hoàng hậu đó. Cái đồng đẹp quá. Phượng đi dạy gì đi dạy trời ơi hoàng hậu đó. Con chào cô. Cây ơi trái cây vớt là bà nội thấy là không có vui vậy đó. Quan Thượng bây giờ hả Tiếp á, Tiếp muốn hả hai cái đứa này nè nó kể chuyện cho Tiếp nghe, nó kể làm sao mà cho Tiếp vui á thì thôi, còn mà Tiếp mà không có vui á đem đi chém đầu hết đi. Hai người nghe rõ chứ? Kể chuyện kìa. Kể chuyện vui. Bây giờ ai có thể bước ra đi kể một câu chuyện cho hoàng hậu của ta cười. Giờ đứa nào kể? Hoàng hậu muốn kể chuyện đi. Nó mệt quá à. Con nãy nhoi đi cho đứng đó, điện nhỏ này ra đây. Rồi. Giờ nè, nhà ngươi phải kể chuyện cho ta nghe. Kể chuyện kìa. Kể sao mà ta cười á thì kể, còn nhỏ này ra đây. Rồi. Không có kể chuyện. Trời mà đứng đây. Nhỏ thích lắm. Diễn nó kể sao á thì diễn ngược lại vậy chứ không có được diễn y chang. Ví dụ như nó nói vậy nè: ở trong cái khu rừng này, có một con khỉ. Con khỉ thì ngươi không có được làm con khỉ, làm con dượng, làm cái con gì đó không cần biết, không được làm con khỉ. Nó kể tiếp nè: có một con khỉ đang tung tăng đi trên đường thì ngươi không có được đi tung tăng, đi làm liệt giường. Muốn làm sao làm để không được đi tung tăng. Nó nói con khỉ nó đang vui thì ngươi không có được vui, ngươi phải buồn. Ok. Nói chung là nó nói sao ngươi phải làm ngược lại y chang vậy đó. Cố gắng. Nhớ nha. Ngày xưa trong một khu rừng có một con chim. Hey. Chim đó làm con gì? À làm con khỉ. Hay quá. Đang bay trên trời. Bay mãi. Bay mãi. Con khỉ hết đất. Bay mãi mãi. Chưa, vẫn còn bay. Bay một hồi chim mỏi cánh, chim đậu trên cành cây. Mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Nó kêu đậu, con không có đậu, con đừng, con nhảy. Chim đậu hoài, chim thấy vui quá, chim tiếp tục đậu. Con không dễ. Ủa làm cái gì vậy? Hả? Chim vui quá. Theo người ta kể chuyện. Cô vui chưa? Chim vui quá, chim mới đậu nè. Chim đậu vẫn chưa cười. Tiếp tục đậu. Mày nhìn mặt tao coi vui. Nhưng mà cô không. Có cười kìa. Công chúa. Chuyện gì? Phụ hoàng. Sao? Con khổ quá phụ hoàng. Ai làm con khổ? Giờ con không có thiết sống nữa, con chỉ muốn quyên sinh, con muốn chơi. Cái chuyện gì vậy? Chuyện gì con gái? Chuyện gì? Chuyện gì mà con muốn quyên sinh? Nói ta nghe. Cái gì vậy? Mê trai. Thôi đừng có mê trai, nó là mê trai. Trời ơi phụ hoàng có biết chuyện gì không? Chuyện gì? Vào một đêm mưa gió bão bùng, chính cái tên này đã mượn rượu để cướp đi đời con gái của con đó phụ hoàng. Trời ơi, trời ơi là trời. Con à, con mình sẵn đây đi. Ê con không thể nào có chuyện này được. Sao tôi quan mang quá vậy? Anh là sao? Là sao trời? Con có nhìn lộn không vậy? Con không thể nào lộn được. Rang nhìn kỹ coi. Nhìn kỹ coi. Phải không? Chính cái diện mạo này, trời, cái hình hài này, tên là Gia Bảo, và người ta còn gọi là Vi Tiểu Bảo. Nó làm gì? Nó lừa con, anh trốn rượu say. Xong rồi ăn cướp đời con gái của con. Ông bà nội ơi. Trời ơi, không lẽ thằng ông nội này, lúc tỉnh thân còn sót miếng. Trời nói miếng đi. Có coi kỹ luôn tỉnh thân chưa? Cho con nói miếng đi. Hoàng, chuốt rượu nó làm sao vậy? Chuốt ai cũng vậy, chuốt em cảm ơn. Trời ơi mà hậu, dạ thấy chưa? Bây giờ tới mẹ kìa. Thấy không? Qua đây. Chưa kịp nói gì luôn. Qua đây tao hiểu. Dạ kìa. Có giam. Có thái. Có thái giám. Trời, cái từ này tách ra khó kêu quá. Có chắc chắn là lúc tịnh thân ngươi có mặt ở đó hay không? Kiểm tra. Lúc đó thần không dám nhìn cái cảnh đó. Sao nhìn lại quá khứ của mình. Dạ nói sao, tên này mà là thái giám à. Đúng. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ là thái giám mà. Nó đã lừa luôn cha. Nó không phải là thái giám mà là đàn ông. Cái gì? Con chó cho bà nội. Thôi đừng có giả đò nữa. Nhưng mà bây giờ cha không tin thì cha hãy kiểm tra ngay. Đúng rồi, lúc đó nghe. Để kiểm tra cho. Để kiểm tra cho. Thích khách. Em ra. Thích khách à? Trang ra. Tao là thích khách nè. Tao chéo một cái là mày đứt làm đôi đó. Trang ra. Bây giờ như vậy, nếu như mà các ngươi không bảo vệ được cái tên vua kia thì ta xin chém. Ta chém. Cái gì vậy? Trang ra. Tôi chém bà nha. Tôi nói thiệt nha, tôi chém tôi cũng vẫn chơi đó nha bà nội. Tôi biết cái này là con gián kìa má. Con quỷ gián. Bây giờ làm sao? Ở trong cái đám này ai là đàn ông? Ai là đàn ông? Hả? Tao thấy cái tên này đàn ông nhất nè. Bây giờ mày có võ thuật gì đó, mày trưng đây cho tao coi đi. Thì tao tha trong vườn này, nếu không thì tao chém. Bớt chém đi nha. Mọi người bảo vệ hoàng thượng đi, chỉ có nhà ngươi mới bảo vệ hoàng thượng đi. Hãy nói là sự thật đi. Công chúa, tôi đã làm lỗi với công chúa trong cái đêm mưa gió đó. Trời ơi. Cái gì? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ lấy công chuộc tội. Nhà ngươi sẽ làm cái gì? Cái tên này hả? Một nốt nhạc thôi. Một nốt nhạc kìa. Bước trở lại chơi cùng. 1, 2, 3. Trời đất ơi, cán sĩ mà quánh lộn vậy đó hả? Võ công cao cường. Trời, cán sĩ gì mà chơi quánh lộn như vào không cho mình nổi. Trời, con quỷ, trời ơi. Cái con quậy dập gì vậy? Cái gì vậy? Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu giá là Hoàng Nhi. Dạ. Ta nghe ở đây có chuyện gì náo loạn. Hoàng Thái Hậu hãy bình tĩnh. Mời Hoàng Thái Hậu an tọa. Cảm ơn. Trời đất ơi, Hoàng Thái Hậu ngồi hèn hạ vậy. Hoàng Nhi xin vấn an mẫu hậu. Mình nhường ghế cho bà ngồi. Trời ơi là trời ơi, hồi đó giờ chưa thấy đứa con nào bất hiếu vậy. Mẹ ngồi chèm mẹ với đất mỏng ngồi trên ghế. Đưa dẫn ta tới. Dạ. Để ta vấn an Hoàng Nhi. Dạ. Từ xưa đến nay chưa thấy ai là người mất dạy à. Mẹ mình ngồi lết như con điên mà mình vẫn ngồi nguyên. Hồn nhiên tằng ta lăng tằng tăng. Tằng tăng. Dạ. Hoàng Nhi có lỗi. Xin mời bảo hậu ngồi. Hoàng Nhi, chuyện gì trong cung mà ồn ào náo nhiệt? Dạ. Có một tên đột nhập vào hoàng cung giả dạng thái giám và đã làm nhục công chúa con gái của Hoàng Nhi. Dạ, có người nói nó là ai? Dạ, hắn chính là tên thái giám làm quyền dưới kia. Bảo, bước qua đây. Cẩm Hương. Dạ. Bước qua đây. Tên mới luôn. Cẩm Hương. Ngày hôm nay ta cũng gần đất xa trời. Ta muốn nói cho Hoàng Nhi biết hai đứa này là cháu ngoại của ta. Nhưng đối với con và cha mẹ của nó do ta ăn dụng. Trời ơi. Cho nên ta mới có hai đứa nó. Ta nói thiệt, nó bây giờ là công nghệ mới rồi, không thể nào làm gì công chúa được đâu. Nó bà đi. Hoàng thượng. Hậu hậu công nghệ mới đi theo đi. Hoàng thượng thấy chưa, thấy chưa, hoàng thượng nói thần phải giả dạng ra là một tên thích khách để mà thử cái tên kia. Bây giờ trắng đen mọi chuyện rõ ràng, hoàng thượng thấy sự thật chưa? Ta đã thấy rồi. Thiệt, ta ở trong cung mà ta không biết chuyện gì hết. Chuyện tày trời ta không biết à? Thiệt tức quá. Bái chào. Vừa rồi thì hai bạn Quỳnh Chi và bà Quốc Bảo đã vào hội quán Tiếu Lâm của chúng tôi, mà hôm nay hội quán lại biến thành một cái cung đình xa xưa, thành ra khiến các bạn cũng phải rất là khó khăn trong cái việc là ứng phó với những tình huống này. Nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy rằng Quỳnh Chi đã có những cái câu chuyện mà hành hạ Quốc Bảo rất là vui. Những câu chuyện này là bạn đã nghĩ ra trước hay là ngay lúc đó bạn mới nghĩ ra? Dạ, tới lúc đó em mới nghĩ ra. Không có câu chuyện nào nghĩ ra trước mà tào lao vậy đâu. Nhưng mà phải chia cái câu chuyện nó kéo dài thêm chút xíu nữa ha, thì hành hạ Bảo được hơn. Có phim coi, thành ra mà Chi mới đưa ra một chút xíu, khoảng nửa câu chuyện thôi. Nhưng mà như đó thôi là Bảo đã đủ mệt lắm rồi. Thế còn gia đình hoàng gia mình bữa nay sao đây? Thấy hai cái vị thực khách này thế nào? Thú vị. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ chào đón tiếp những vị thực khách tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy dành một tràng vỗ tay thật to để cảm ơn hai vị thực khách Quỳnh Chi và Quốc Bảo đã mang đến cho chúng ta những tiếng cười trong cái buổi trưa nay. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn. Trời cũng vất vả ghê luôn, người đó cũng phải hóa trang, phải làm thích khách nhào vô để mà thử trong cái chuyện này như thế nào. Mà cái ông kia mình tưởng là ông có võ thiệt, thử coi ông trưng bày ra bao nhiêu thế võ, tưởng sao ông vô ông cào như mèo vậy đó. Chà, không biết cái gì thực khách cuối cùng buổi chiều tối hôm nay của chúng ta như thế nào, có điều gì đặc biệt, có điều gì hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chào đón vị thực khách cuối cùng ngày hôm nay. Xin mời. Chuẩn bị. Hội quán Tiếu Lâm, Vân rất yêu cái tên đó và Vân tin rằng chương trình lần này có Phi Thanh Vân sẽ cực kỳ tuyệt vời. Vân sẽ diễn hết mình, chơi hết sức để đảm bảo là sẽ có một chương trình với một nụ cười thật là tươi và rạng người trên môi. Tới nhà chồng con rồi đó. Đáng lý ra là con phải có cái đám cưới đàng hoàng vì cái hôn ước giữa hai gia đình. Nhưng mà gia đình bên chồng con á thì người ta tin dị đoan quá, cho nên là không có làm được cái đám cưới. Thôi cha dẫn con tới trước cửa đây rồi cha về. Nhớ làm dâu nhà người ta khác với nhà mình. Cha. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu nghe con. Cha ơi, con hứa với cha là con sẽ nghe lời cha vậy. Con sẽ là một người con dâu chịu thương chịu khó, công dung ngôn hạnh. Cha ơi, cha gả con đi xa quá, lỡ có chuyện gì sao con biết đường về nhà hả cha? Nuôi con tới chừng này cha không hiểu cái đầu con nó nằm ở đâu, chứ cha con mình đi bộ qua đây mà. Thôi miễn sao á về đừng làm phật ý bên chồng là được nghe con. Bởi vì cha gà trống nuôi con, nhưng lúc đó ngoại bay còn sống. Ngoại bay có dặn rằng, dặn mấy gì bay đó tao con nghe. Mẹ mày thường bảo con thân gái đột trăm, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chịu cưng, phải lo liệu lấy cái thằng nghe không con? Dạ, ba mệt cái ba không hát nữa đâu. Thôi ba về. Ba về. Con nhớ bảo trọng nghe. Con chào ba. Nhớ, nhớ là làm đẹp ý bên chồng nghe con. Dạ ba. Đừng lên đi con, đã tới giờ vô nhà người ta rồi đó. Ba về. Ba về đây. Ba về. Dang dái cho cái nhà này nó bình yên. Nhà mình ở đây nè. Ba qua nhà bà hai. Dạ. cả nhân viên của quán ăn Hội Quán Tiếu Lâm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Giới thiệu với quý vị và các bạn vợ chồng chủ quán Chí Tài và Ngọc Lan. Cô con gái xinh đẹp của vợ chồng chủ quán Dương Cẩm Linh. Anh chàng phục vụ bàn tuy không đẹp trai lắm nhưng mà duyên dáng, dễ thương, hóm hỉnh, hài hước, Hứa Minh Đạt. Và đây là tất cả những nhân viên còn lại của quán chúng tôi. Khi thực khách đến với quán này, tuy là bị làm khó nhưng mà vẫn có cơ hội được giải cứu. Bởi vì ở đây chúng tôi có tới 20 vị khán giả. Nếu như thấy thực khách mà bị làm khó quá đó thì chỉ cần 15 vị khán giả ở đây nhấn nút màu đỏ thì lúc đó sẽ có một vị thực khách bí ẩn xuất hiện và giải cứu cho vị thực khách của chúng ta. Còn bây giờ thì có lẽ là sẽ có một vị thực khách sắp sửa đến với quán của mình. Bởi vì buổi sáng hôm nay đẹp quá mà nhiều người cũng muốn đến quán ăn để cho mình một cái buổi sáng no bụng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta người nào làm việc nấy, bắt đầu. Màu đỏ. Rồi ăn mặc như thế này, một là những nhân vật vào huyền thoại cổ tích, hai là hiện đại. Nói chung không biết là cái gì. Hóa trang như thế này để vào một nhân vật nào đó trong cái chương trình này thì phải về đấy. Ngay cả Cát Phượng cũng chưa có biết. Trời ơi, thấy một cô tiểu thư xinh đẹp quá, xuất hiện một cái là mình muốn nhảy cùng với cô ấy. Mà sao nở nào mà đẩy mình ra vậy hả? Quen thôi. Trời ơi, má dặn là ra đường không có cho trai nắm tay. Rồi sau có một cái cuộc điện thoại là mời chị đến đây, gọi là giữ cái hội quán Tiếu Lâm gì đó. Mà thấy không vui rồi đó nha. Sao không vui? Tại vì thấy có mình nói rồi nè. Trời ơi, thì đương nhiên muốn vô quán là phải mở cửa mới vô được, ở trong đó mới vui chứ ngoài này chưa có vui. Ở trong hết rồi hả? Ở trong nó ghê lắm, Âu Lộc, ở trong nó vui lắm. Vui ghê đó hả? Vui mà ghê. Đến với Hội Quán Tiếu Lâm là chúng ta chỉ có niềm vui mà thôi. Nhưng mà niềm vui đôi khi cũng phải được đánh đổi lại bằng những cái thử thách hơi khó khăn một chút xíu. Nhắm là đương đầu nổi với những cái nhân vật trong đây không? Mấy hôn xui đi. Cuộc đời mà có đôi khi mình là đối đầu, có khi mình coi như là mình bất chấp tất cả đúng không? Rồi có khi mình cũng sẽ sợ. Nhưng mà nếu mà sống một cuộc sống mà sợ quá thì sao mà phát triển được bản thân phải không? Cởi đôi lúc mình cũng phải nhún nhường một chút xíu đúng không? Nhưng mà yên tâm chị Cát Phượng, nếu như cảm thấy rằng khó khăn quá thì chị cứ hãy nói lớn lên rằng giúp tôi với, giúp tôi với. Thì à, là sẽ có ông Tiên xuất hiện hả? Trời ơi, được ông Tiên cũng đỡ à. Ông điên hả? Cái này là chị nói nghe đó, một lát người ta ra người ta giúp chị mà chị nói là ông điên đi, một cái người ta quay người ta trở mặt cái chị nó sao mà xui đó. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị bước vào quán ăn của Hội Quán Tiếu Lâm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái không gian nó long lanh hơn. Thôi chị hỏi chứ coi chuyện có gì? Được ăn không? Đói lắm rồi đó. Thì đương nhiên vô quán ăn là phải ăn đúng không? Nhưng mà muốn ăn thì mình phải có những cái gì đó mình phải vượt qua thì người ta mới cho mình ăn. Chứ khơi khơi ai mời mình vô ăn không tốn tiền vậy. Đứa cha vậy hả? Yên tâm khán giả sẽ cổ vũ cho chị mà. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở cánh cửa của Hội Quán Tiếu Lâm nào. Buổi sáng. Mời chị Cát Phượng, mời chị, chúc chị có một buổi sáng ngon miệng. Đứng lên làm cái gì? Ông Phương vô đây. Anh mời em, anh bắt buộc em vậy. Phương vô. Tiểu Thư, vô nhà đi Tiểu Thư. Phương ra. Tiểu Thư. Phương ra. Tiểu Thư mau vô nhà đi. Tự ra. Cười cái gì? Gì? Quan sát không chịu coi, bỏ nhà đi theo ta như vậy đó. Ê, bậy nha. Em là kỵ nhất cái chữ mê trai nha. Em không có mê trai, cái quán này của em đúng. Ủa em thuê quản lý mà. Ủa mày quản lý làm chi rồi mày để người ta vô người ta chửi hả mày? Tiểu Thư không nhớ gì hết luôn hả? Đây là sao? Cha của Tiểu Thư nè. Đó là cha của con nè. Ủa? Cha hả? Trời ơi cha ơi. xưa cha đẹp lắm mà, cha của con không phải như vậy. Cha của con mà không có sệ. Má cha con săn lắm. Má cha con rất là săn chứ má của cha con không có sệ. Tiểu thư của tôi bị bấn loạn rồi. Tiểu thư không nhớ gì hết sao? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Rớt cái nơ. Tiểu thư sẽ gợi nhớ lại những cái ký ức của tiểu thư. Tiểu thư có nhớ đôi dép của tôi thường hay mang ở nhà không? Lấy đôi dép cho tiểu thư, lại lên. Khoan hả? Hai người này sao vậy ta? Tiểu thư, ăn vô. Trời ơi, đôi dép này của cháu tôi mà. Tiểu thư không nhớ gì hết sao? Đâu phải của tôi. Mang vô đi, mang vô đi mới nhớ. Mang vô đi con. Ở đó nghe nè, cái trò này cũng vui vui. Mang vô. Mang lại đi, vậy từ từ nhớ lại thôi mà. Nghĩ. Hai chục dòng. Xa tôi ra nha. Xa tôi ra nha. Lần gần tôi ăn đôi dép rồi đáng chịu á. Hồi xưa á, mày đứng ở đây. Dạ. Mày ra đây. Gì tiểu thư? Mày kêu tao là tiểu thư đúng không? Dạ. Nè, ngày xưa là mang đôi dép này đi giống vậy phải không? Dạ đúng rồi. Mày cũng xạo. Ôi trời ơi. Con ta là kêu buông đánh thiệt. Cuộc đời của tao rồi chưa giờ tao mang đôi dép mà tôi kiểu này thấy không? Hình như nhớ con Mán là có mang đôi dép này thì phải đó. Mà không phải đi kiểu mày mà đi kiểu này nè. Đúng rồi, tiểu thư nhớ lại rồi, tiểu thư nhớ lại rồi đó. Hay quá. Hồi xưa tiểu thư còn có chơi trò này nữa. Còn nữa con đôi dép này như là đây con để đôi dép mang vô chứ. Tiểu thư à, tiểu có nhớ trò chơi hồi xưa tiểu thư không? À vậy 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 mang vô nó nghe nè. Cái này phải buộc phải té đó. Mày thử thách tao chứ gì? Tao nói cho mày biết cuộc đời này hiếm mà ai thử thách tao được gì. Xích ra đây chút xíu. Mày xa tao lại chút xíu nha. Chứ là gần bị giả nữa. Hay lắm. Bây giờ mày muốn nhảy nhiều cái? Tùy theo con, khoảng 100 cái đi. Mà nếu con nhảy được thì phải thưởng cho tôi cái gì? Được rồi. Nó nghe nha, tôi đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, thưởng cho con đồ ăn, con muốn ăn cái gì có đó. Ở cung đình Hội Quán Tiếu Lâm này đầy đủ hết. Bắt đầu. Dướng cái áo. Cái áo này nó khó chịu quá. Áo của tiểu thư lên. Trời ơi khổ quá. Áo sợ ngại. Không thôi là tôi có mặc cái quần ở trong á trời. Thằng này quên qua đó đây coi. Trời. Phải rồi. Dép rồi phải nói trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, nhảy. Ôi nó trông vậy đủ rồi. Đúng là tiểu thư rồi ông chủ ơi. Không. Chưa đâu. Cái gì vậy? Tiểu con ơi. Đúng là tiểu thư rồi. Nghe nè. Thả xuống gì? Thả xuống. Thả gì vậy chứ cụ? Người ta đang sang chảnh gì đâu. Tôi dé lên cái thiếu gút. Đúng là tiểu thư rồi. Nghe không? Ông chủ nhớ tiểu thư nhiều lắm. Ta nhớ còn lắm. Con có biết không, từ hồi con đi bây giờ trong nhà này không có một cái vũ công nào mà múa cái điệu múa của con mà cho ta hài lòng hết trơn á. Bây giờ con hãy múa lại cái vũ điệu cho cha coi được không? Đúng rồi, hồi đó tiểu thư hay có màn múa dây đó. Múa dây mà ông chủ thích lắm. Đúng đây rồi. Có dây sẵn nè. Đây có dây nè con. Con lại con múa đi. Tiểu thư em nhớ lại đi, hồi ức lại hồi xưa đi. Nghe nè, cho uống miếng nước được không? Rồi. Đi nước thì thôi. Tiểu thư à, tiểu thư bây giờ mệt lắm. Cứ đi vô, người nói là cha, người kêu tôi là tiểu thư, thiệt sự tôi chẳng biết cái gì. Được rồi. Ủa tôi đi chơi có một tháng tôi đi du lịch thôi mà tự nhiên uống được. Uống đi, nước này uống được. Ổn. Đã lo chữ tư hết rồi. Đây, bây giờ con là con múa cái gì? Cái điệu múa dây cho cha coi đi. Làm tôi hoang mang quá ta. Không có hoang mang gì đâu. Không có hoang mang cái mặt của ông á. Sao? Kỳ quá à, cha gì kỳ quá à. Trời ơi, tiểu thư bị bấn loạn rồi. Con nhớ gì sao? Lại đây con. Qua đây. Làm tôi mất tiêu bán nhà hay sao? Hai người này vô đây rồi. Tiểu thư đứng. Làm náo loạn đây vậy. Đứng đây. Thử thách nữa hả? Đứng trên đây múa dây, vừa múa vừa hát luôn cái bài hồi xưa tôi nghe hát đó. Ben đu dây. Đó là khi xưa đời ta bé ta chơi đu dây, tụi ta chơi bắn súng đu dây, chơi công an đi bắt quân ta đi, anh hiên ngang giờ súng cây em, bang bang, anh bắt cây em, bang bang, em ngã chết. Tiểu Thư rồi, ông chủ ơi. Con là con của cha. Để cha đỡ xuống. Con nuôi dây nè, rồi nhau rồi. Con hay quá, gia đình sum họp rồi. Con nuôi đi. Gia đình. Chồng ơi chồng. Sao? Chồng ơi, nghe nói là con gái mình về rồi. Đây nè, con về rồi. Sao nó nhìn mình kỳ vậy ta? Ủa mụ nào diêm dúa vậy? Mẹ con, là mẹ con. Con không nhớ là mẹ hả? Không nhìn ra sao? Mất loạn rồi, chết rồi, con chủ của ta bị điên rồi. Nhớ bà chủ không? Con không nhớ mẹ hả? Vậy mẹ nói sao cho con nhớ mẹ là mẹ đi. Đây nè, hồi xưa con có một cái trò chơi rất là biến thái. Để mẹ nhắc cho con nhớ. Ông chủ còn nhớ không? Đây nè, thầy nhớ rồi. Đó là con lè lưỡi liếm lỗ tai đó. Trời ơi, trời ơi, sao được ông chủ? Cha lè lưỡi liếm lỗ tai, cha lè được không? À, ở đây tao lộn, không phải. Lè lưỡi liếm con mắt. Trời ơi, cha lè được không? Cái gì vậy? Tao quên rồi. Thôi để mẹ con nói thử coi. Con có một cái trò chơi rất là biến thái. Đó là con dơ cái cùi chỏ con lên rồi con lè lưỡi ra con liếm cái cùi chỏ con đó. Bây giờ con làm đi. Sai hết rồi. Đúng rồi. Trời ơi, sai hết rồi. Sao sai con? Cái trò ngày xưa mà con thích thú nhất á là sao? Là con đè chó con cắn. Trời ơi, cái trò đó con mê dữ lắm. Bởi vì mấy con chó mà nó thấy con ngoài đường nó trỏ chạy xa luôn á. Rồi mà liếm cùi trỏ. Trời ơi, đúng là con Tiểu Thư rồi. Con là con rồi. Sao bụng con á? Con nói bụng không? Con có nói bụng đi. Con ơi, con ăn đi, chà nhớ con ăn rất là nhiều. Con ăn hết luôn. Cha bậy rồi, hồi nhỏ con ăn ít lắm á, tại vì con sâu mập. Không. Cha là không nhớ chân trời. Cha nhớ mà, con ăn. Cha nhớ sai, cha mới là ăn nhiều đó. Không, cha không ăn đâu. Sâu mập cha ăn nhiều. Đây nè. Nói, đây nè, để mẹ nói con nghe. Hồi nhỏ con ăn rất nhiều nhưng mà bây giờ con đi xa. Con đi lâu ngày rồi chắc là đói bụng rồi. Thôi ăn đi con, nói đâu con. Cả nhà mình ăn luôn cũng được. Thôi ăn đi. Cả nhà mình ăn đi. Con bước ra đường là đến đâu con cũng có ăn cho mày ăn đi. Ăn đi con ơi. Ăn đi. Ăn đi. Uống nước đâu con, uống nước đâu. Nữa. Chúng ta không ngưng. Uống nước đâu. Ăn không? Trời, uống nước luôn. Ăn đi. Rồi ăn nữa đi con. Ăn uống nước. Gì vậy? Từ từ. Rồi con khác đi, con này con ăn nữa. Không. Cha ăn hoài à? Con là con phải ăn hết cái dĩa này mới được. Không. Ok. Ba. Con mới là con gái của ba nè. Tuy là con mới đi xa, con về con thay đổi rất là nhiều. Dạ, xin lỗi nha, anh nói tiếng. Con tát một cái là cái bông qua nó đụng vô hết nha, giờ cái con kia. Nè, nha. Hồi nãy tôi vô đây tự nhiên ông này nhận tôi làm con chứ tôi không có nhận ổng làm cha. Còn đây nhận tôi làm mẹ thì còn có nghĩa là bà đẹp. Còn này thấy gốm không thể nào làm cha tôi được. Ủa vậy thì sao nãy giờ ăn uống nói chuyện rồi làm đủ thứ trong nhà của tôi hết? Cái đó là tại ổng không quét mà. À, bây giờ sao người lạ thì ba phải sao? Ba phải đuổi hay là con gái? Dạ sao hả? Người lạ thì phải đẩy ăn bánh bao. Nè, người lạ thì ba ăn bánh bao. Ở đây tiếp thanh nồng hậu lắm. Đáng giả thằng Phích hả? Nè, tôi nói cho biết trước nha. Cái này á không phải là giả mặt. Tôi có giả mạo đâu. Ông này không kêu tôi là cha. Ông nhận tôi là cha. Còn cô á, cô vô cô nói cô là con ổng thì cô ăn đấy. Ông đây khách quý, ở đây khách quý là đại bánh bao. Ăn bánh bao. Tôi nói nhiều quá, giả mạo là ăn hết. Nè, ăn thì tụi tôi nói tôi ăn nha. Ăn. Sao đó. Mỗi lần những gì ông tới bất tử vậy. Ai nói vậy? Ông là ai? Thì ra bao nhiêu năm nay người chưa quên được hận thù đó. Hận thù gì? Từ lúc người lấy cô ấy làm vợ, sao ta đau khổ, ta buồn bã, ta đi lấy vợ khác, ta sanh được một đứa con như vậy. Hai cha con ta đẹp đều. Bây giờ ông lại nhận nó là con của ông sao? Ông còn nhớ ngày xưa tôi với ông là bạn thân. Tôi còn nhớ lúc đó hai anh em mình có nhiều trò chơi vui lắm. Cha đúng rồi, cha ông trả thù rồi, trả thù giùm con. Kỷ niệm ngày xưa đây, đúng kỷ niệm ngày xưa đây. Cùng cái dây này, ngày xưa ông đã bài cho tôi đu đó, nhớ không? Ông còn nhớ không? Đu lại đi, đu lại cho tôi coi đi. Ông có lộn người không? Sao lộn được? Nó một người đó, nó một người đó. Đu lên đi, né ra chỗ khác đi. Có gì một mình nó lãnh thôi. Né ra bên kia. Có được không vậy? Được hay không đó là chuyện của ông, nhà ông treo đâu phải nhà tôi. Đu lại đi. Lúc đó ông đu hình như tôi có đung đưa nữa. Đu lên đi. Ơi ơi, đu đi, đu mạnh lên nào. Hey. Mẹ ta chơi, đôi ta chơi, trời trời. Ông nhớ chưa? Nhớ rồi, hay tôi với ông cùng đu đi. Được, được. Ông đu trước đi. Nói gì thì nói. Tôi biết cô ấy nay đã là vợ ông. Tôi cũng không biết nói gì hơn là chúc mừng ông. Hai ta bây giờ có hai gia đình, rồi cũng có con cái để quê. Để mừng ngày gặp gỡ hôm nay, dù nó hơi nghịch cảnh một chút. Ăn đi. Hải con tao hả mày? Như vậy là cuối cùng mà nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải cứu được cho cô con gái Cát Phượng của mình khỏi cái gia đình rất là nhiều cái trò này. Gia đình này đưa ra rất nhiều thử thách cho cô con gái Cát Phượng. Bắt phải đu dây, bắt phải nhảy nhót, bắt phải ăn bánh đủ thứ hết. Chị Phượng ơi, nãy ăn hết mấy cái vậy? 3 cái. 3 cái. No chưa? Chưa, chưa. Buổi sáng mà quất 3 cái bánh bao vậy là no tới chiều luôn. Ôi, đúng không? Mà không nhưng khó nuốt quá, nhưng mà phải nuốt. Rồi còn cái đu dây thì sao, có quá khó với chị không? Không. Không khó gì. Quen rồi. Như vậy là đối với chị Cát Phượng là phải tăng đô lên. Không phải, bởi vì cái cô gái này rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, thành ra mấy cái trò này nè không có làm gì được người ta hết trơn trọi á. Mà đã vậy có thêm ông thần linh này xuất hiện nữa. Nói chơi nãy cũng sợ lắm, sợ nó sập, nhưng mà mình chỉ muốn là không muốn cho tâm thấy cái sợ của chị. Chị cố gắng, bởi vì học cái điều đó ở Hoài Linh. Như vậy là chúng ta đã có những thử thách thật là vui cùng với cô con gái xinh xắn Cát Phượng và người cha Hoài Linh. Còn bây giờ thì xin tiễn hai cha con trở về nha. Mới sáng sớm mà ông chủ coi bò là cũng mệt rồi ha. Mệt lắm. Cha này khó quá. Cũng bị đu dây, cũng bị ăn bánh bao đủ thứ hết. Rồi cô con gái này nè vô là cũng rất là giận dỗi, bởi vì là ông chủ đã nhận thêm một cô con gái khác. Cũng may là cuối cùng mọi chuyện đã được sáng rõ. Còn bà chủ Ngọc Lan thì sao? Ăn mặc cho đẹp thì vô thôi, chứ không hành được gì các cụ gì hết trơn thôi. Mình gặp phải một vị thực khách quá là cá tính rồi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một vị thực khách tiếp theo vào buổi trưa, để xem vị thực khách này có vượt qua được những cái khó khăn mà gia đình chúng ta đặt ra hay không. Hãy cùng chào đón vị thực khách buổi trưa đến với Hội Quán Tiếu Lâm. Rồi các bạn. Anh chuẩn bị tới đâu rồi hả? Anh chưa có chuẩn bị tới đâu hết trơn á. Nhưng mà cái cảm xúc của anh bây giờ rất là hồi hộp, em biết không? Vậy hả? Anh hồi hộp quá. Đến với cái chương trình này là nó cũng có một cái gì đó nó rất là thú vị. Thấy Tiếu là thấy vui rồi đó. Mà Tiếu Lâm thì anh là một con người cũng Tiếu Lâm mà, cho nên là còn bây giờ thì hai đứa mình ve cái đi cho có nhiệt huyết cách. Yeah. Đây là lần đầu tiên đó nha. Vậy đó hả? Từ nào tới giờ là quán ăn của chúng tôi đây là chỉ tiếp đón một khách một buổi mà thôi. Bạn em ở đây sao vợ. Bạn hả? Dạ. Chết hồn nói mới biết đó. Ồ vậy đó hả? Trời dạ. nghĩ sao mà không hình dung ra đây là bạn vậy. Dạ. Thì cứ tưởng là dì cháu hay má con này kia thôi. Ê. Trời. Tại vì cái gu thời trang này lạ lắm. Nói vậy là xúc phạm nha, bạn gái đó. Trời ơi. Trời, thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha. Gu giờ là vậy đó. Cái gu thời trang này đã lạ rồi, cái gu tìm bạn gái này còn lạ hơn. Thích người phụ nữ có tuổi phải không? Đúng rồi. Hả? Xin lỗi. Không có. Nhỏ hơn hai anh mà. Thôi em đừng khóc, em đừng tỉnh này đi, kệ người ta đi, họ xúc phạm mình, có người xúc phạm lại họ. Vậy mà anh khen em make up vậy đẹp nữa vậy. Em đẹp mà, Ừ, ai nói em xấu đâu nè. Em đẹp chứ. Em đẹp. Quá đẹp. Dạ. Đẹp mà đẹp lạ, đẹp độc. Không ai có cái nét đẹp này hết trơn á. Anh ơi cho em hỏi cái được không anh? Sao? Ủa sao bên cái hội quán Tiếu Lâm gì đó gửi cái thiệp mời cho hai đứa tụi em tới mà sao không ai mở cửa vậy? Ủa bữa nay nghỉ bán. Không có nghỉ, cái hội quán này là vậy đó. Muốn tới đi ăn là phải gõ cửa ta mới mở. Mà vô mà muốn có ăn á thì phải vượt qua thử thách thì mới có ăn. Chứ nó không là ôm bụng đói đi về. Ủa vậy đó hả? Khi đặt chân vào hội quán này thì các bạn hãy nhớ một điều rằng ông bà chủ của cái quán ăn này rất khó tính. Vậy đó hả? Bên cạnh đó có một cô con gái cùng một anh hầu bàn cũng rất là khó chịu. Vậy? Người ta yêu cầu mình làm cái gì mình phải làm, mình không được quyền từ chối. Từ chối là bị đuổi liền khỏi quán. Thôi vậy thôi đi về đi. Sao mà về được mà về? Tôi chưa có nói hết. Có là khó như vậy nhưng mà hãy nhìn xem ở trên kia chúng ta có tới 20 vị khán giả đang ngồi đó. Nếu mà thấy khó quá người ta sẽ bấm nút để nhờ cái vị thực khách bí ẩn ra giải cứu. Còn nếu như các bạn mà cảm thấy khó khăn quá rồi không chịu nổi nữa rồi thì các bạn có thể hô lên, la to lên, trời ơi cứu tôi với, giúp tôi với, thì sẽ có người ra giúp các bạn nha. Rồi còn bây giờ thì hai bạn cứ bình tĩnh, quay mặt lại, gõ cửa, cửa sẽ mở, đưa các bạn vào hội quán Tiếu Lâm. Gõ cửa. Cốp. Nào hội quán Tiếu Lâm mở cửa. Sao tự nhiên nghe thấy quay cái mặt vô. Bước chân vô đây. Thấy ở ngoài trời mưa gió bão bùng không? Thấy nó ngoài đó rồi sét nó đánh rồi đổ thừa tại cái quán tôi. Em ơi. Ai vậy? Chủ quán. Trời ơi, chủ quán gì mà nhìn mặt giống âm trì địa phủ vậy trời. Chủ tôi á, vô ngồi đi, lấy ghế ra ngồi. Lấy đi. Trời ơi. Cái thằng kia. Dạ. Tao mướn mày vô đây làm gì mày? Dạ rửa chén. Mày rửa chén này mày xuống sao mày rửa chén này, ai mượn mày lấy ghế? Trời. Đúng rồi. Em thấy tội nghiệp quá à, tội nghiệp. Mày tội nghiệp người ta rồi ai tội nghiệp mấy cái chén của tao. Rồi thôi con ngồi vô chỗ cũ, tội nghiệp con quá à. Ai muốn ngồi thì tự động lấy ghế mà ngồi. Ngồi đi. Quán hiếu khách quá à. Chủ quán mà giống như bà nội người ta vậy đó. Rồi xuống đi. Đây đang kiếm ghế. Ghế. Dạ. Và ghế. Đây có cái nè. Ủa ra phải tự lên hả? Tự lấy. Lấy đi. Ở đây không ai phục vụ cho đâu. Chị chủ quán. Sao? Chị cười giùm em cái được không? Ôi mặt chị đẹp quá mà chị cũng cười. Mặt chị cười chắc đẹp lắm luôn á. Dạ chị cười đi. Nói vui. Trời đừng có ghẹo bả mà cọc lên bả cắn đó. Đi quay đi liền đi. Trời ơi. Dạ. Giờ sao? Ăn trước hay uống trước? Ăn trước đi. Uống chứ anh. Ăn đi. Người ta đòi uống kìa. Thấy đồ uống. Mày đứng lại đó. Dạ. Tao mướn mày vô đây làm cái gì? Dạ rửa chén. Vậy tại sao mày không xuống rửa chén mà mày đi lấy nước? Dạ thôi vậy con ngồi vô cũ. Trời ơi khổ quá vậy trời. Thấy vô cười. Lấy ly sinh tố uống đi. Em đòi uống kìa, em vô lấy sinh tố uống đi. Ủa gì kỳ vậy? Khách hàng là thượng đế mà sao tự nhiên bắt mình lấy vậy? Ai mượn? Đó, cảm ơn em. Rửa chén thôi hả? Con ngồi vô cũ. Đây nè. Vô lấy đi, đừng làm phải giận. Thôi để anh vô lấy. Không, để anh vô lấy, biết sao không? Nhìn mặt căng quá kìa, thấy không? Căng à. Lại lên. Đâu, để chỗ nào? Đó. Coi như tự đuôi hả? Hả? Đứng đây là đã thấy rồi, đó nè, đó, thấy rồi nè. Rồi đem ra đi. Ủa này sinh tố hả chị? Chứ cái gì? Em tưởng mù tạt. Uống đi rồi biết nó mù tạt. Ủa, em đâu có cậu sinh tố này đâu. Sao hồi nãy mới rồi. Có order cái thức uống nhưng mà phải có cái menu chứ. Đúng rồi. Uống đi rồi đưa menu ra cho. Trời ơi, hồi nãy sinh tố, trời ơi, nói 8 lần rồi tôi cắn à. Uống đi. Uống đi em, thôi bà cắn. Chủ tôi mới giận mới dí bà cắn đó. Em không có uống nữa. Em uống nước cam mà. Anh uống. Trời chị ơi, chị ơi. Người ta kêu uống kìa. Uống đi. Ủa sao cái mùi này giống mùi ớt quá vậy? Mùi ớt sao uống được? Ê! Em thích hả? Tặng em nghe cái mặt rất là thích. Cái mặt này rất là nè. Trời thích quá đó. Thích thì uống nhanh lên. Muốn cắn không? Em uống đi. Có muốn cắn không? Em hát cho chị nghe nha. Trời ơi, nó muốn hát kìa. Trời ơi, hát vừa uống đi. Trời ơi, vừa hát vừa uống. Em hát là em biểu diễn văn nghệ đi. Thích nè, hát là em biểu diễn văn nghệ. Không thích bắt hát đâu ha, mà đòi hát nha. Ra đây. Hay á. Uống tàu hát. Em hát rồi ảnh uống. Uống gì được. Uống đi em, anh hát nha. Uống hết nha. Đôi ta như bước trên đỉnh cầu, đường đời vô nghĩa lắm thương đau. Bao năm ân ái chưa đượm màu, truy tàn cây đắng với thương đau. Uống hết đi. Người ta hát hết bài rồi đó bà nội. Anh hát hay quá, thưởng cho anh một ngụm. Đúng rồi đó. Cái gì vậy? Anh uống luôn cho biết với người ta. Uống đi, ngon. Uống giúp em đi. Ngon không? Ngon. Ngon quá chị. Uống vậy không có thấy được không? Uống như vậy, uống ấp vô vậy mới thấy được. Ăn gian lắm, không hỏi à. Này ở nợ hả? Ở nợ. Dạ, giống ông nội tao mới vậy. Tao chủ quán tao không yêu cầu tao chứ ở nợ làm gì. Niềm nợ lắm, niềm nợ lắm. Ây da. Người ta nói á, ớt chuông mà xay sinh tố ra uống là rất tốt cho sức khỏe. Đúng không? Khoa học chứng minh đàng hoàng. Cái này nó là ớt chuông mà. Nghe mùi cũng biết mà. Tôi đâu có cho uống tầm bậy tầm bạ đâu. Đó, trời ơi. Đây là để ăn để uống. Bây giờ uống xong rồi. Qua đây. Dạ uống quá. Mé nụ cho ăn. Anh ối thiệt. Có mé nụ hả? Có mé nụ. Em dẹp cho. Đưa cho em cái mé nụ đi. Nói chung là bây giờ quán tôi cái gì cũng có hết. Đồ Đông, Tây, Tàu, đồ gì cũng có. Bây giờ muốn ăn cái gì cũng được. Ở đợ. Dạ. Quán còn gì? Dạ còn nhiều món lắm. Đem mày ra đây. Chị cười đẹp dễ sợ luôn. Tôi biết. Nhà chị có gương phải không? Dạ. Đập hết rồi. Ủa sao vậy? Sợ coi soi gương xỉu. Trời ơi. Đẹp quá xỉu. Quá trời món luôn này. Dán chiên giòn nè, dế chiên giòn nè. Nói chung là châu chấu chiên giòn nè, côn trùng chiên giòn nè. Quá trời món luôn. Thôi tính tiền cho em đi. Không có được, vô đây phải ăn. Tính tiền, ăn đi mới tính tiền, rồi không ăn lấy gì tính tiền. Đó, người ta kêu ăn kìa. Bây giờ ăn không? Cho em hỏi cái món này món gì vậy? Dế chiên giòn. Dế đâu mà dế, trời ơi. Trời ơi, sao mà cái món ăn gì mà món kinh dị quá vậy? Món của đa quán sáng của quán mà. Bây giờ ăn không? Dạ ăn. Ê, bây giờ đâu có ăn đơn giản. Trời ơi mừng quá. Dạ không ăn đơn giản. Dạ cảm ơn. Ăn là phải có bài, có bản, có lớp, có lan đàng hoàng. Bây giờ ăn là cái đứa này phải cầm cái muỗng ngậm muỗng vô múc cái con dế đó lên rồi đút cho cái đứa kia. Làm sao? Là coi như là con dế này bỏ vô trong miệng. Đâu có đơn giản vậy nè. Đó. Đó, ngậm vô. Nè, không được xài bằng tay. Khoan, nhả ra. Rồi, ngậm vô. Rồi, lấy. Sao? Nhỏ thôi. Nói nhiều quá. Chủ quán thì khó quá. Đúng vô. Rồi. Rồi, diễn thời trang nè. Đứng lại diễn nè. Quay vòng nè. Qua bên đây nè. Hay quá vậy. Xuống đây nè. Quậy nào đứt lèo nè. Quậy đứt lèo luôn kìa. Qua đây nè. Quá gì? Lắc nè. Trời ơi lắc quá vậy. Rồi cho lắc đi. Đó. Ngon. Cảm giác sao nè. Ngon. Quá ngon. Cái này có muốn ăn không? muốn ăn rồi, làm lại nè. Xin cho tô đi về được không? Trước khi cho tô mang về cho nhỏ này nó ăn cái rồi chút mình làm lại. Tại không có phải hệt vậy chứ. Đúng rồi, chút giống vậy chứ. Ngồi lại cho ngồi xuống đây thưởng thức nè. Trời ơi, nãy em cho anh một con nha. Hồi nãy em cho anh ăn chỉ có một con thôi nha. Ra đây nè. Đi luôn nè. Đi tới nè. Trời quá vậy nè. Qua đây nè. Đi hai vòng nè. Đi lùi nè. Hay quá vậy nè. Vẫn còn dế trên muỗng. Cái đít lắc lắc nè. Cầm hai cái trứng gà thảy chơi nè. Thảy nè. Thảy nè. Cao lên nè. Không phải thảy vậy đâu. Thảy vậy bà làm đi bà. Bà tôi làm được, tôi đâu kêu ông làm. Thảy nè, thảy nè, thảy là thảy nè. Đổi tay nè, ai da. Rồi, xong rồi nè. Rồi, qua đây cho con kia nó ăn đi nè. Rồi đừng té. Quá nè. Ăn nè. Ăn nè. Vừa lòng bà chưa? Chưa chứ. Chủ quán gì mà hành ta thấy sợ luôn vậy đó. Hay quá, quán này vui quá. Quán này vui quá. Giờ nè. Muốn làm gì nữa nè. Ngon chưa? Quá ngon, món này tôi thích mà. Rồi, trả tiền đi. Rồi tính tiền. Có tiền nữa hả? Ủa, có chứ. Ăn trả tiền đi. Ủa đâu có. Đâu có, rõ ràng là gửi một cái thư. Gửi một cái thư tới để cho hai đứa tụi tôi tới đăng làm miễn phí. Thư đâu? Ủa cái thư đâu? Em để ở nhà rồi. Anh hỏi em quá, bóc tiền em cũng. Nè, bây giờ không biết, vô đây ăn trả tiền. Thì bây giờ bao nhiêu, cái món này bao nhiêu? Hai cái ghế, hai chục là 40 nè. Gì hai cái ghế hả? Hai cái ghế. Ủa hai ghế đâu mua ghế đâu, ăn thôi mà. Ờ đúng rồi. Nãy giờ ngồi dưới đất ăn. Thì đúng là vô quán thì có ghế cho người ta ngồi chứ. Ghế tính tiền. Hai cái ghế, một cái ghế 20 là 40 nè. Đúng. Rõ ràng, rõ ràng. Giá quá nhẹ nhàng như cung đàn. Đúng rồi. Rồi thiệt tình nó chơi mà giống như là quán cơm tù hay sao đó. Bao nhiêu tổng cộng? Tổng cộng là 1.700.000. Cái gì? 1.000.000. Cái này là hai ghế 40 nè, dĩa ghế 50 nè, với lại nãy giờ nhảy tiền nhạc tiền viết vào là 1.700.000. Viết tôi đi, viết tôi đi. Đâu chịu viết đâu. Anh có nhiều đâu mà nghĩ sao mà tới 1.700.000 là sao? Viết tôi đi. Trời ơi, trời ơi. Viết đi. Đâu phải đến. Viết anh đi. Dĩa ghế thôi à, hai cái chỗ ngồi thôi à. Đúng rồi. Bạn 1.700.000 viết đi. Viết đi. Nè, bây giờ tốt của anh nè. Còn có 4.000 nè. Trên tiền cuối cùng bà chủ à. Bực bội à. Lại bà chủ tôi nói cái gì kìa. Vụ gì vậy? Vụ gì? Nè tôi có chiếc xe ke nè. Nghe cột vậy là chết hả? Chị làm gì? Trời ơi! Trời ơi! Cái gì mà đánh con tôi quá trời vậy? Bước về vợ tôi. Trời ơi vô đây ăn uống nửa sai ngập mặt. Cái gì? Đây là ai? Không trả tiền trời ơi. Vợ của tôi. Tôi về tôi nữa trời ơi. Đây là vợ của ông. Vợ của tôi. Trời ơi. Từ từ bình tĩnh lên bà chủ. Ê nói nghe nè. Bà chủ bình tĩnh. Trời ơi là trời. Đi mua thuốc cho con này nó sổ lãi đi. Sao mà nó nhoi quá vậy? Dạ đúng rồi đó bà. Tụi bay vô ăn gì mà tụi bay nó làm rần rần vậy? Tụi con vô ăn nè, con ly chơi cái gì đó mà cái dĩa dế gì đó, côn trùng thôi. Cái gì nướng đó, rồi cái một ly nướng. Ở nhà mình thiếu gì côn trùng? Côn trùng ta bỏ mối cho như cái nhà này mà. Đó. Nhưng mà sao tự nhiên vô quán con tôi? Nói về vợ tôi nha. Nè, nó làm vậy nè. Đó. Trời ơi, vậy đó, vậy đó. Em làm cái gì vậy? Đó, thấy vợ ông chưa? Sao? Như tôi đây xí quách không mà nó còn sáp vô. Tôi diễn lại thôi, tôi diễn lại thôi. Trong ánh mắt của bà không phải là diễn, bà mê tôi. Wow. Bà làm quá gì? Quá đáng à. Bạn hàng bao nhiêu năm trời rồi. Có mấy con dế không, dế cũng nhà tôi bỏ cho ai. Nó qua bữa nay á là nó coi, nó thử tôi coi ở đây á chế biến dế coi có ngon hay không. Đứng đây chờ tao chút. Dạ. Mệt ghê vậy hả? Chờ tao. Giới thiệu món mới. Nhộng. Con nhộng. Tôi nói anh nghe, nhà mới lấy tơ xong có nhộng ăn thử đi, ngon lắm nè. Ăn này sao cái mặt nhăn như hà bá vậy? Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn trước đi. Thôi bà giấu ở đâu vậy? Hồi nãy hành con tôi sao giờ tôi hành y vậy? Nè coi tôi gấp cho vợ ông ăn nè. Anh Tư, anh Tư ăn đi cưng nha, không sao đâu. Nãy giờ em bị tổn thương quá nhiều rồi em mệt. Tổn thương đó là do tự em làm, em tự vạch ra chứ ai có làm gì em đâu. Ăn đi, ăn đi. Mắc phơi gì tụi ăn, ăn đi. Ngon không? Nhộng, nhộng này chưa có luộc á. Nhộng sống. Ăn ngon mà. Ngon không? Nhộng đó mà ăn với trứng sống ngon lắm. Hút không? Nếu ông hút thì phải xin lỗi con tôi, chứ nếu không trời ơi, hèn dễ sợ. Chưa có con vợ nào mà hèn như con này. Bà là mất mặt quá đi. Đó, đúng không? Ông nói bà làm ông mất mặt đúng không? Đúng rồi. Ông hút đi. Ông hút. Tiếp một. Tiết mục bắt mặt bắt đầu. Tiết mục bắt mặt bắt đầu. Tiết mục bắt mặt bắt đầu. Bắt mặt đâu? Cái mặt đâu vậy? Không thấy bắt mặt. Mặt mất luôn rồi. Sao? Ban buồn phải đàng hoàng hành hạ con người ta. Tôi nói cho anh biết, lần sau anh còn hành nó nữa đừng có trách tôi nghe chưa. Đi về ăn uống nhiều khỏi trả tiền. Đó, nghị luận đang khỏi trả tiền rồi chứ không gì hết. Bây giờ sao? Tôi rồi, kèo này mình thua rồi. Khoan, lại đây biểu. Sao? Bà, làm sao tôi vắng nhà đó? Có gì phải kêu cho tôi, thấy chưa? Mày cũng vậy. Bà rất là dở khi mà diễn không có kịch bản. Mà không có kịch bản là bà chỉ có biết ngậm miệng hoặc là bị chịu hành hạ thôi. Thì quý vị thấy mà nghệ sĩ bành dập cũng vui lắm đúng không? Ra đường là tôi mất tâm. Chủ nhật ngồi trong nhà tôi đợi tôi hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tôi hầu như rơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhiều khi thường u ám, trong nhà tôi toàn mây xám, cứ mong qua thứ hai được đi làm. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao mà không có ai thầm tôi vậy trời. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao nhà tôi vui quá vui. Chủ nhật thiệt vui, ai để tung tăng ngoài kia, riêng mình tôi với em tôi vui trong nhà. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ thiệt vui, ôi lại vui, tao lại vui, vui gì không có mưa gơi, gơi suốt sùi. Chủ nhật thiệt vui, ôi lại vui, tao lại vui, vui gì tôi không giống ai. Chủ nhật thiệt vui, ai đều vui, ai đều tươi, sao mà tôi cứ nhăn nhèo trên nụ cười. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, ai đều chơi, sao mà tôi cứ im rè trong nhà thôi. Chủ nhật nhìn bao người ra đường ra phố, sao mà trong lòng tôi nhớ nhớ khi xưa chưa trót mang dại khờ. Chủ nhật ngày xưa độc thân mà vui lắm, đi về không hề ai cấm, tôi mà ra đường là tôi mất tâm. Chủ nhật ngồi trong nhà tôi đợi tôi hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tôi hồn nhiên rơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhiều khi thường u ám, trong nhà tôi toàn mây xám, cứ mong qua thứ hai được đi làm. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bảo là vui, sao mà không có ai thầm tôi vậy trời. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bảo là vui, sao nhà tôi vui quá vui. Chủ nhật thiệt vui, ai để tung tăng ngoài kia, riêng mình tôi với em tôi vui trong nhà. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chào em. Phan Nghĩa. Chào em. Sao vậy ta? Sao chưa tới ta? Hai anh Đại Nghĩa. Chào em. Đi chơi đi em. Trời, con nít con nôi về nhà kêu ba má dắt theo, đừng đi ngoài đường vậy, lạc nghe không? Ừ. Nghĩa ơi, em nè. Ừ, anh biết em là em rồi. Nghĩa, đi đâu vậy? Anh đang chờ khách, thôi đi chơi đi nha, khách anh tới liền bây giờ đó nha. Dạ em cũng có việc đứng đây. Ủa, đứng đây chi vậy? Dạ em đứng đây em để chờ người dắt em vô. Vô đây? Dạ. Ủa? Em nè anh, nãy giờ anh tưởng em là ai vậy? Đến. Đến. Ừ. Trời ơi, không có biết, xin lỗi. Trời chứ ơi sao? Tự nhiên nhìn thấy em bữa nay có chút xíu bé bi quá, nhỏ xíu, tưởng em là con nít. Hết hồn ở dưới, tưởng con nít đi lang thang một mình sợ bị lạc. Tính kêu về nhà chắc ba má tới. Trời đất ơi, em mặc vậy mà tưởng con nít. Mà anh nói cũng phải à, tại vì những người trẻ mà trẻ chung yêu đời lúc nào cũng nhỏ con nghiêng nhon vậy đó. Đây nghe nè, đến đây làm cái gì đây, nói nghe coi. Em đi ăn. Đi ăn, vô đây ăn đúng không? Dạ. À, ủa, nói vậy là em là cái người mà anh đang chờ đợi đó hả? Trời ơi, chứ còn ai nữa. Không có biết, thì nghe nó có một cái thực khách về tới ăn thì cứ tưởng là một cái người nào đó lớn lắm, không có nghĩ là bé bi nhỏ xíu như em. Rồi, lớn nhiều khi người ta không có, nhỏ nhiều khi em có vỏ không chừng đó nha. Giỏi, không một lát em vào trong em sẽ biết. Có cơ hội để cho em vận dụng tất cả 10 thành công lực của em. Nào, chúng ta hãy cùng xem Hội Quán Tiếu Lâm có điều gì bí ẩn đằng sau đó nha. Còn bây giờ, mở cửa ra nào, Hội Quán Tiếu Lâm. Vàng ơi, hôm nay đẹp trai quá. Thầy là chắc ở dưới Đồng Bằng lên đây à, vài người trên buôn này. Vào đây. Đi qua. Tôi thấy thầy là tôi thấy ưng cái bụng rồi. Rồi đây. Ông chú hát một bài tặng cho thầy giao. Hôm nay muốn ăn gì? Xin kêu nó ra đề. Hội Quán Tiếu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách tới đây. Bài hát hay quá trời luôn. Hay lắm. Quý thầy Lâm. Thầy hả? Thầy giáo ở trên Đồng Bằng lên miền núi dạy cho tôi học biết được cây chư. Tôi thấy là tôi thích rồi, tôi ưng cái buôn lắm. Nè thôi, cái buôn tôi là hiểu khách lắm. Dạ. Tới đây là mời ăn liền. Dạ. Nè, vô lấy món là đây mà. Tới nghe Quán Tiếu Lâm tôi là mừng lắm. Hôm nay đại món gì? Món gì đây? Món đặc sản. Cơm lam. Không, món đặc sản ở ngay Quán Tiếu Lâm này, món cua. Nè. Cái món gì mà ghê vậy? Món cua. Nè, hứa là phải có cái món đó nha, không có nha là không ăn nha. Nghĩ gì vậy? Món cua. À, Món hôm qua, món cũ đó. Món cũ nó ăn lại, món cũ. Món đặc sản hôm qua hả? Đời chút. Lấy đây. Quy thầy giao quá. Dễ thương quá. Lẹ đi là Đạt ơi. Đặc sản. Lẹ đi. Đặc sản của quán tôi. Ngon quá nè. Nói cho thầy nghe đây là món gì? Đây nè mà. Thầy giao. Đây người ta ở làng này người ta gọi món này là món gà chàng hàng. Gà chàng hàng ở trên này nó gọi thôi, ở dưới miền đồng bằng nó gọi là gà tắm nắng. Không tắm đâu, con đây đặc sản ở quán này là gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Đi hai hàng. Không phải. Chàng hàng, ăn một miếng gà. Chàng cái hàng gà, mời thầy giáo ăn. Thầy giáo ra đây. Ra đây. Thầy giáo quý lắm, theo một miếng gà. Nghe đi, gà tương quá. Ăn miếng gì trước vậy? Thích ăn cái nào? Đây, cái này nè. Đây cái phâu câu à, ngon à. Cho con ăn phải không? Ăn đây. Rồi, ăn một miếng. Ngon mà, chan lên chút xíu. À, một miếng thôi. Cứ ăn tiếp tục đi. Từ từ. Còn nhiều mà. Cầm miếng ăn đi. Còn nguyên con gà, ăn hết nguyên con gà. Càng cho sạc cái hang luôn. Ăn nó càng le thì càng chết. Quy Lâm ơi, đại đặc sản. Quy Lâm đâu á, trên này không ai ăn đâu. Thầy giáo vui quá. Vui quá, mà vui thầy trẻ tuổi. Tôi ưng cái bụng. Lâu được chàng hàng vui quá. Thầy cũng có thước tất, cũng có hạn lắm. Mà để mà ăn chàng hãng nó còn gì nữa đâu. Được, xuống ngay cái bạn này là chơi hết ga hết xô. Cô dơi hang á. Cô dơi hang. Hai miếng. Rồi. Ăn đi. Ba miếng. Đừng nghe nó không được dùng dịch á. Không có dùng dịch ha. Không có dùng dịch. Có khi nào bị tẹt không? Không bao giờ tẹt. Ăn đi nghe. Bây giờ có cách nào mà nó thu gọn cái hai chân lại không? Không có thể nào á. Bây giờ là vô cái bàn cái làng này là phải theo cái luật lệ của cái bàn cái làng này. Cái kẹo bên kia đó. Dẻo lắm, thầy là dẻo lắm, tôi biết thầy mà. Thầy là múa giỏi lắm đó nào. Không có. Có, thầy múa giỏi lắm. Ăn đi. Qua thầy miếng rồi đi. Thôi đừng có kéo quá, nó tét thiệt. Rồi kéo đi. Ăn cho hết, cầm mấy này là ăn cho hết. Ăn hết đi, rồi bắt đầu hết đó. Miếng da đây cho nó. Rồi luôn. Rồi kéo đi, rồi sao? Rồi hay quá. Chàng hang rồi. Hay quá, chàng hang rồi. Rồi, nó đỡ thầy giáo lên. Trời ơi, thầy giỏi quá. Quý thầy quá. Giỏi lắm. Rồi. Thầy ở đây chơi một vài ngày đi, đừng có về sớm. Dạ thôi. Để tụi tôi sẽ chỉ thầy nhiều cái phong tục ở trên buôn này. Đó, có ai gọi kìa. Bà chủ. Bà chủ làm cái gì vậy? Giang ơi. Chuyện gì? Thằng Giang nó chạy xô rồi. Thằng Giang hả? Mày tào lao quá. Giang ơi em vui. Thằng Giang chạy xô rồi. Thằng Giang. Kêu thằng Giang à? Giang ơi! Trời ơi! Con... Hùng tin! Hùng tin gì? Là có một người giả danh thầy giáo để mà đi lừa gạt dân làng của mình. Cái gì? Ai vậy? Một người thầy giáo mà người ta tả thằng này nó nhỏ xíu như con chuột vậy đó. Thảo Thi Dung. Giang ơi! Nó chạy nữa hả? Thằng này đôn Nguyên á. Thằng này đôn. Em tin đồn. Em không phải tin Don nhưng mà thằng Giang. Cái tướng lùng giống nhưng mà thằng Don. Mày có cho tôi không? Trời ơi. Chị đi đâu vậy chị? Em tìm chị bấy lâu nay. Trời em nhớ chị lắm luôn á. Từ xưa giờ á, chị em mình thất lạc á. Má em kêu em phải lên buôn làng tìm chị nè. Bây giờ là em gặp được chị em mừng ghê lắm á. Chị về với em nha chị. Tao không có thằng em nào mà xấu như mày vậy trơn. Vậy là sao? Đó là cái thằng mà người ta cảnh cáo á là lừa đảo. Đúng rồi, lừa đảo đó. Con xuống đây. Cái gì? Phải không? Không. Đúng như vậy không? Con nói với nhà con có lừa đảo, con nói rồi là con bị mất người chị này nè. Con lên đây con tìm chị với con. Con đâu có lừa đảo gì đâu. Còn vàng với anh này kêu con là thầy không mà. Ờ được rồi mày muốn chứng minh ra là thầy là người tốt, thầy là thầy giáo thiệt, là thầy phải thông minh. Bây giờ đố thầy, nếu thầy trả lời được tôi sẽ chấp nhận thầy là thầy, còn không tôi sẽ bắt thầy đi tế thần, thấy chưa? Trời thôi vàng ơi, thần không ưa con đâu, tế nó con. Thần không ưa mà tao ưa. Ở đây ông này không phải là vàng, ông này không phải là vàng, này là Hoshita. Hoshita hơi ta là cái gì? Là cái gì? Hơi tài, hơi chí tài. Dân tộc là phải có hơ vô, đâu chứ hơ vô. Hơi tài, hơi tài đi. Hơi tài. Nghe tôi ký. Ba đừng tập trung đồng nào đây là nghe nghe. Hả? Đồng nào đó? Đồng não hả? Đồng cái não. Nè. Mày không nghe được cái tiếng này. Nè, là vậy nè. Cái não ở trong đây nè, động nè. Đó. Đó. À. Động vậy á hả? Động não hả? Bữa nay ai quên tôi hết vậy trời. Động não. Con biết rồi. Con biết rồi, động não con biết rồi. Nói chuyện mình mệt quá rồi. Nghe tôi ký. Nha. Trên một chiếc tàu có 50 con cô. Con gì? Con cô. Con cô. Cái con trắng trắng nó hiền nó con cừu á. À, con cừu. Được rồi. Có 50 con cừu. À, con cừu. Chạy một cái trạm ngừng lại, có 10 con trù khác đưa lên. Chạy một trạm nữa, có 5 con trù đi xuống. Chạy một trạm nữa, 10 con trù đi lên. Tao đố mày, cái thằng thuyền trưởng nó tên gì? Thuyền trưởng tên... Tên gì? Cái tên gì nè? 1, 2, 3. Cô. Hả? Cô cái con khì mày. Tàu lao. Tàu bay tầm bạ. Bây giờ tàu lao mày tàu lao. Thằng thuyền trưởng đó. Mày cười cái gì? Tật lắc. Thằng thuyền trưởng nó kệ mẹ nó đi. Vậy thằng này là thằng lừa đảo rồi. Thằng lừa đảo rồi. Đánh lừa đảo đi. Lấy con nhà, lấy con rửa đây, lấy con rửa đây. Lấy cái ghê, lấy cái ghê. Chân tay. Chắc lưỡi vậy. Hả? Phạm thượng. Phạm cả bà nội mày. Sao đi ra đường không mặc quần? Mày mặc quần để mày che cái gì? À. Vậy cho tao mặc cái gì mày có thấy gì không? Chứ mày làm khó. Đúng rồi. Mày quần dài cũng dày, quần ngắn cũng dày, tao bằng cái quần cục đó cũng dày rồi. Anh có nó kỳ quá. Có cái gì đâu mà kỳ, mày trắng bằng tao không? À khỏi sức kem cũng trắng nè. Tắm bùn không mà trắng nè. Ở đây ha. Tắm sình á. Còn vô đây làm cái gì? Qua đây có chuyện à. Bắt thằng này là thằng này lừa đảo. Nó đâu? Lừa đảo. Không phải đâu, con có lừa đảo. Con đâu phải thầy giáo đâu con lừa. Nó nói mày lừa đảo rồi nào. Nó nói mày lừa đảo. Mày lừa con nào vậy? Con đâu có lừa con nào đâu. Rồi nó không có lừa con nào. Tại sao mày nói nó lừa đảo? Lừa đảo. Ngu. Ở đây trên núi đâu phải dưới biển đâu mà đi lừa đảo. Trời ơi. Ông hai. Ở trên núi á, thì mình phải biết trên núi thôi. Trên núi mày biết dưới biển làm gì mà nói nó đi lừa đảo. Mày ngu quá. Thằng này đang lừa gạt. Cái gì? Lừa gạt. Thằng này nó lừa gì? Ba này thôi. Mày nói. Mày bước tới đây. Mày nói nó lừa gì? Lừa gạt. Hả? Lừa gạt. Nó lừa gì? Lừa gạt. Lừa gạt. Dạ. Ba nấu cha mày. Thịt nai đâu? Hả? Chỉ có con nai mới có gạt. Trời ơi. Con bò nó gọi là cái sừng, con nai gọi là cái gạt. Giờ thịt nai đâu? Không có nai sao kêu nó lừa gạt. Tao kêu mà nó lừa bịp rồi không nói. Ông này nó lừa bịp, ông này nó lừa bịp. Con bịp, ông hỏi con bịp đâu. Con này con gì? Con gà. Con gà mà sao mày kêu con bịp? Trời ơi. Nó đi lừa người ta là đi nói xạo với người ta để nó lấy. Nói xạo cái gì? Nói cho ta biết là ta phân xử. Nó không phải thầy giáo mà vô đây nó nói nó là thầy giáo. Tại sao mày biết nó không phải thầy giáo? Thầy giáo nào đi ra đường cũng mang bảng thầy giáo hả? Nó không có trả lời được câu hỏi ở đây là nó không phải thầy giáo. Tụi bay hỏi cái gì mà nó không trả lời được? Hỏi gì? Đố nó trên con tàu nó mới đâm cho con cừu. Rồi sao nữa? Nó đi một chặng là 10 con lên. Nó chặn nửa năm con xuống, nó chặn nửa 10 con lên. Tôi nói thằng thuyền trưởng tên gì nó không biết. Ồ đúng rồi, mày không biết là bậy rồi. Bậy bà đó. Đúng rồi, nói vậy là kiến thức nó không rộng. Sai. Vậy bây giờ tao hỏi mày được, mày trả lời được không? Tôi đi. Bây giờ ở trên núi có một con bìm bịp. Rồi con bìm bịp đó bị bắn chết, ngâm rượu. Rồi xong rồi thêm một con bìm bịp nữa bay tới kiếm con bìm bịp kìa. Kiếm con bìm bịp kìa. Rồi không thấy con bìm bịp kia, con bìm bịp này nó tự giận nó chết. Người ta lụm, người ta về người ta ngâm rượu. Rồi tiếp theo nữa một bầy bìm bịp tới kiếm hai con bìm bịp kia. Tao hỏi mày mấy con bìm bịp đó nó ở cái rừng nào? Trời ơi mày điên nè. Tô tào lao đây. Tào lao. Tập bài tập bà. Đây là người thầy mà ta dẫn về đây để hướng dẫn cho trẻ em trong buôn là ăn rồi đó tụi bay cứ chặt rừng chặt rẫy. Bây giờ thời buổi nó tân tiến rồi. Trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều cũng sống được. Đâu có nhất thiết phải đi phá rừng, phá rẫy để bắn thú, bắn chim. Ngày xưa cái gì? Ngày xưa thằng này là cái thằng giết thú nhiều nhất. Giết thú gì? Giết thú gì? Tôi giết thú gì? Cá. Đi bắn gì? Tôi bắn đi nha giao dương. Tôi giết con gì mà ông nói tôi giết? Bắn thú. Nói ra là muốn chảy nước mắt. Cái gì? Tao hỏi mày, khi nó có dòng họ gì với mày, có thù hằn với dòng họ mày không? Ngày nào mày cũng vô rừng mà mày bắn khỉ. Tôi bắn khỉ hồi nào? Ông nói tôi không hiểu đây là con gì. Cậu tôi đi vô rừng bắn khỉ hồi nào? Mày là lúc nào cũng ủng hộ chồng mày bắn khỉ nè. Biết bao nhiêu con khỉ chết vì gia đình mày. Bây giờ đó cứ bắn thú rừng, chặt phá cây rừng, rồi là hủy hại môi trường. Bây giờ ta đưa thầy giáo lên đây để cho thầy giáo dạy cho học trò, dạy cho con trẻ buôn làng biết từ nay trở đi không có chặt cây phá rừng, không có bắn thú uy hiếp nữa, để mình bảo vệ cái môi trường của mình. Lên đây còn nói thầy lường gạt. Tao sáng một tay cho lường gạt. Tao tinh linh mà ở trên tao cứ nghe Giang ơi hoài. Con này tao lao xí đu thôi, đi về thầy. Làm mất mặt tôi quá trời quá đất này. Bây giờ thì quan mình sao? Hết giờ phục vụ. Rồi hết giờ phục vụ. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay chúng ta đã chứng kiến 4 vị khách mời của chúng ta bị gia đình chủ quán này đưa ra những tình huống hết sức là oái oăm. Nhưng mà bây giờ ở phần thứ tư này sẽ là cơ hội để những vị thực khách của chúng ta đảo ngược lại thế cờ, quay ngược lại vào cái quán ăn này để mà đưa ra thử thách cho những thành viên trong gia đình của chủ quán. Bây giờ thì tôi thấy rằng 4 vị khách mời của chúng ta đang xì xầm to nhỏ ngoài kia. Hình như họ đang có một cái âm mưu gì đó ghê gớm lắm để dành cho gia đình này. Chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ thực hiện điều đó như thế nào ở phần thử thách ngược. Ôi, thật là tiếu quá nè. Rất là dễ thương, cảm giác rất là vui. Miễn trả lời. Chị đang tìm cách gì hại người ta cho nên chị biết đó. Tiếu Lâm mà. Hai bà nhé. Yeah. Nhìn như ma, ba con ma. Bà nó vui đó ba. Ăn gì? Đừng cái nói ra đi. Hội Quán Tiếu Lâm xin mời nè. Chào mừng quý khách đến đây. Em đẹp lắm Lê Cù ơi. Lê Cù ơi, Lê Cù ơi. Trái tim tôi mới tan rồi. Anh Lê Dương Anh ra đây. Vui không, vui không? Ui, khỏe ha. Sao? Đây chơi. Đây trả lời ăn cái gì đây? Chị ơi. Cái con này có đua đây đua. Ai vậy? Con này đi đua con ăn không? Con này Chị nói thôi, chị đừng cười. Cười nè. Cái răng tao như vậy bình thường cũng cười rồi, mà cái bông sinh cái răng tao đã cười chứ tao không có cười. Cái này là không có cười. À, cái này là môi nó đậy không hết răng. Cái bà này bà đu dây xong bà bi vậy luôn. Đúng rồi, con một lần là đi vô một cái quán ăn, xong rồi cho ăn mấy cái bánh bao, rồi lên trên đó là da đen, môi thâm mà răng hôi luôn. Tôi đang là tìm một cái gì đó để tôi ăn, để tôi no cái bụng để mà tôi đúng rồi. Cái quán này có cái gì ăn? Quán này có cái gì ăn? Không có cái gì ăn thịt không à? Không có hiểu chị ơi. Cái quán này có cái gì ăn không? À có món cu. Con gì? Món cù. Con gì? Ủa con gà thì nó con gà. Là món củ đó. Món củ. Cái người món cái gì? Con gì mình tin? Ôi trời ơi. Muốn ăn. Ăn cái gì? Ăn răng nè. Đưa răng cho tôi ăn à. Bây giờ anh muốn ăn răng hay không? Thôi bỏ đi. Bây giờ ăn đi. Bây giờ cho ăn đi. Cả nhà ngồi ăn. Vui quá, ăn đi. U da, mời quý khách. Cái này là cái gì? Thịt gà. Cái này là thịt gà hả? Nói là một cái nữa, cái này là cái gì? Thịt gà. Quán này là quán gì? Hội Quán Tiếu Lâm. À, đây là thịt gà không? Bây giờ mày ăn cho một miếng coi phải thịt gà không hả? Bà nổ nè. Cái quán này tôi là chủ. Tôi đi xuống, tôi đi xuống là cả cái miền là ở dưới đó. Ở miền xuôi. Đúng rồi. Tôi có công việc một tháng, tôi để cho anh quản lý. Anh quản lý cái kiểu gì? Cái kiểu nào mà bây giờ cái trời nó chua lè, hèn chi quán không có một người khách là sao? Mà cái quy định của quán tôi là sao? Nếu như không có một người khách nào vô cái quán, phạt như thế nào? Cái hình phạt là gì? Hình phạt là cái gì? Nó là sao? Ăn. Giờ bị xuống là người ở rồi. Ăn. Còn không thì ăn cái răng này à. Trời ơi. Ăn hình gà. Ăn răng hai là cái này với tôi. Ăn gà chăng hả? Ăn đi. Ăn vô. Mày cũng ăn với mày cái thằng quỷ. Không. Mày phụ ông quản lý mà quản lý kiểu như vậy hả? Quán rồi vắng quá. Còn cái này để ai ăn đi? Không. Ngon không? Ngon. Ai nấu? Chi? Cô nấu không? Ngon lắm. Cái quán này em chỉ là bình bông nảy chuối rồi, không có tặng ăn luôn. Ăn lẻ cho tôi. Ăn cho tôi vui. Không. Trời ơi. Hai mới đặng cái quay. Cái này em ăn nhiệt tình lắm anh. Không, đừng cho nó ăn cánh. Đây này, cái chân này, thấy không? Biết cái chân làm gì không? Đấy. Em cào mặt anh cho. Đừng cào mặt anh nhá. Để cái lưỡi ra nha. Đấy. Anh cứ cào lưỡi xem. Hết giờ phục vụ. Ba người khách, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối đã vô thử thách gia đình chúng tôi là Hội Quán Tiếu Lâm. Nhưng mà nói cho thật ra là cảm ơn cũng ba người rất nhiều. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn ba người này đã quá đương tay chúng tôi. Em muốn thử thách nhiều nữa mà em thấy sáng giờ anh làm việc mệt quá rồi. Mệt lắm. Anh còn ngày mấy người chứ còn mấy cái món trong kia nó ác đạn lắm anh. Ôi ghê lắm, anh nhìn cái hàm răng em làm thấy ghê lắm. Mặt em sao nó kỳ, không có nhìn ra là em luôn á thiệt. Thưa quý vị, nãy giờ quý vị đã theo dõi là ba bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn chiều tối. Thì bây giờ Chí Tài xin đại diện cho Hội Quán Tiếu Lâm hỏi ý kiến quý vị. Quý vị thấy bốn người khách mời này, người nào là xuất sắc nhất? Người thứ nhất đó là buổi sáng, danh hài Cát Phượng. Người thứ hai Đôn Nguyễn. Và hai người Hải Yến và Minh Dũng. Nói chung là tiếng hò hét và tiếng vỗ tay ngang nhau. Do đó thì Hội Quán Tiếu Lâm cũng có một cái nhã ý, có một món quà muốn gửi tặng cho bốn người. Vẽ lên nào. Đây các bạn ơi, hôm nay muốn ăn gì? Đừng lo buồn đói, cười thôi cũng no rồi. hai người Vinh Dũng và hay hiếp tài chung ha. Bây giờ chương trình thử thách đến đây tạm chấm dứt.